Ok, giờ mình học chapter 1 ha mấy anh chị. Chapter 1 thì nó nói về Nature of Real Property. Thì ở Mỹ đó nó có hai loại property, một cái là real property là này nó bị stuck. Một cái là real property, một cái là personal property. Thì cái real property đó là nó bao gồm cái đất, land, everything attached to it. Thí dụ như mình có mảnh đất, mình có mấy cái cây trồng chung quanh nhà, mình có những cái hàng rào cắm để chia giữa hai căn nhà, thì tất cả những cái đó nó gọi là real property. Cái personal property là những cái mà nó move around được. Thí dụ như là quần áo của mình, thí dụ như đồng hồ, thí dụ như mắt kiếng mình đeo, thí dụ như vòng vàng mình đeo, những cái mà move around được đó thì nó gọi là personal property. Nhưng mà những cái mà nó dính dưới đất, nó không có move được, thí dụ như cây, cây đó là có rễ nó mặc dưới đất, mình muốn move nó mình phải đào nó lên, thấy không? Thành ra những cái đó nó gọi là real property. Ở Mỹ khi mà mình own cái property rồi đó thì mình có khi mà mình own cái property rồi đó là mình có nhiều cái quyền lợi, rất là nhiều quyền lợi ha. Real property ownership nó bằng a bundle of property right, những cái right, những cái privileges and interests associated with land ownership, such as right to possess or sell, also consider part of real property. Thì khi mình own cái nhà, mình own những mảnh đất rồi đó, là mình được làm đủ thứ, bất cứ cái gì mình muốn với những cái property mà mình own. Mình muốn bán nó cũng được, mình muốn cho mướn, mình muốn lease nó, tất cả cái đó mình có thể làm được. Ở trong cái real property đó thì nó có cái quyền lợi của cái own, nó gọi là appurtenance. Appurtenance là a right or interest that goes with ownership of land, including air right, water right, mineral right and support right. Thì những cái quyền lợi khi mà mình own một mảnh đất đó là nó có cái gì? Nó có cái air right, tức là những cái không khí mình thở nha, những cái mà chung quanh của nhà mình. Những cái water right tức là những cái mạch nước ở bên dưới của cái đất mà mình own. Cái mineral right, những cái mỏ vàng, những cái mỏ kim cương mà dưới cái mảnh đất mà mình own. Với những cái support right, khi mà mình own nhà thì mình được cái gì? Air right tức là land owner have the right to use airspace above property within limitation imposed by law. Air right can be sold separately from the land. Mình biết hồi xa xưa đó, khi mà nước Mỹ nó mới thành lập á, khi mà mình mua một cái nhà đó, là cái quyền lợi của mình đó từ ở trên cái nóc nhà tuốt tới mặt trăng, mình ôn cái đó. Nếu mà ai đi ngang qua cái nhà mình á mà không xin phép á thì người ta phải bị phạt. Nhưng mà về sau này vì có cái technology ra, chính phủ chế ra máy bay, chính phủ chế ra phi thuyền bay lên mặt trăng, cho nên chính phủ mới limit nó lại. Chính phủ chỉ cho là khi mình ôm một mảnh đất, cái quyền lợi ở trên cái air right của mình á, nó chỉ có một khúc thôi, chứ không có ôm tuốt lên trên mặt trăng giống như hồi trước. À, tại vì nếu mà mình ôm như vậy đó, mỗi lần mà máy bay nó bay ngang qua đó, hay là chính phủ nó phóng phi thuyền lên mặt trăng, nó phải xin phép mỗi người, thấy không? Nó không có thời gian vậy. Với nó cũng không có tiền để mà nó đền cho mình khi mà mỗi lần nó xâm phạm vô cái phạm vi của mình. Thành ra chính phủ nó limit mình lại, nó không cho mình lại như vậy. Ở New cái lý do tại sao nó nói mà air right can be sold separately from the land,
Tại vì ở New York á, New York vì nó lấy cái quyền lợi là nó own những cái phần ở bên trên cái nhà của nó, cho nên nó bán những cái phần trên nhà của nó. Giờ nhà của nó đây, nó bán cho những người đầu tư, người ta xây thêm những cái building cao hơn ngay trên nhà của nó luôn. Thành ra những cái đó đó ở New York mình thấy nhiều lắm. Những cái người ta ôm những mảnh đất, người ta xây nhà rồi người ta bán cho những cái nhà băng, nó xây thêm những cái building cao hơn, mà bên dưới nhà là người ta ôm, nhưng mà bên trên đó người ta bán những cái đó, những cái nhà đầu tư nó xây nhà khác, hay nó xây những cái business cho nó. Về cái water right đó thì nó có hai cái system to allow allocating water right. Một cái là riparian right system, một cái là appropriative right system. Either system can be applied to surface or subsurface water. Thì hai cái quyền lợi về cái nước của mình á thì nó có, thì nó được sử dụng ở surface, subsurface water. Ở surface bây giờ thí dụ nhà mình ở kế cái dòng sông thì mình có quyền bị xài những cái dòng sông đó, không, nước ở những dòng sông đó mình không cần phải ra xin phép chính phủ mình có được xài hay không, mình có được ra sông đó tắm hay không, mình không cần, tại vì cái đó là cái right của mình, cái quyền lợi của mình được xài. Riparian right là landowner have the right to use water that flow through or is adjacent to property. Cái đó là cái mà Danny mới nói. Trong cái riparian right đó, thì nó lại có hai cái system khác để nó giúp cho cái người làm chủ của mảnh đất đó biết là cái nào mà mình được own. Trong hai cái system nhỏ đó nó là riparian water, tức là giống như cái water, flowing water là những cái dòng sông hay là những cái dòng suối. Cái thứ nhì nó gọi là littoral water, tức là standing water, như là lake hay là ocean. Mình mua nhà ở đằng trước cái mảnh, trước cái hồ hay trước cái biển, mình có cái quyền lợi là mình own mảnh đất đó. Mình đi ra ngoài sông, ngoài biển, ngoài hồ mình tắm, mình không cần phải xin phép ai hết. Water may be used only for riparian or littoral property. Bây giờ mình own, thí dụ như mình own, mình nhà mình ở trước cái dòng sông, trước cái dòng suối. Mình mặc dù mình own nó, nhưng mà mình không được lấy đồ mình trận lại. Tại vì nếu mình trận lại, bây giờ thí dụ như bây giờ cái dòng suối nó chảy từ ở bên trên, nó chảy xuống dưới này. Nếu mình ngay ở bên trên này mình trận nước lại đó, thì những cái người ở dưới mình đó, người ta đâu có nước nữa, thấy không? Thành ra mình, cái right của mình là mình được quyền xài nó, nhưng mà mình không được quyền giữ riêng cho mình. Tại vì mình đã nhớ những người ở bên dưới của mình đó, nếu mình chặn nước lại đó, người ta không có nước xài, thì mình xâm phạm vô cái quyền lợi của người ta rồi. Thành ra cái right của mình nó limited, là mình được xài nhưng mình không được lấy hết cho mình. In California, appropriative right largely replaced riparian right system. Right obtained through permit process. Permit holder can use water for specific purpose, such as irrigation. Cái irrigation tức là xài nước lại, recycle nước. Về sau này mình thấy California nó hay bị drought đó, thành ra là chính phủ nó hay chế cho những cái system để nó recycle cái nước, để nó tưới cây lại. Groundwater is located underground aquifer. Overlying right, landowner has the right to groundwater in aquifer beneath their property. Water table là natural level at which water can be found underground. Bây giờ mình biết mà những cái dòng, những cái mạch nước ở bên dưới, bây giờ mình đào tuốt sâu dưới đất, giống như ở Việt Nam mình hay đào giếng á, thì ở dưới đó nó có nước, cho nên khi mình ôn cái mảnh đất á, mình có quyền đào thẳng xuống dưới cái nhà mình. Mình có thể lấy nước ở giếng lên. Mình không cần phải xin phép chính phủ. Thì cái đó là cái quyền lợi mình own những cái property ở Mỹ. Mình không cần xin. Những cái đó thì mình đào mình xài riêng cho mình được. Nhưng mà nếu mà những cái dòng nước ở dòng sông hay dòng suối đó,
thì mình chỉ được quyền xài chứ mình không được chặn lại để lấy hết cho mình. Mutual water company create to secure water supply at reasonable rate for user in particular area. Stock in this company is an appurtenant right that run with the land. Cái câu này thường thường nó hay hỏi trong cái bài test của state, là khi mà mình mua, bây giờ thí dụ như một cái hãng nước Arrowhead nó own một cái mảnh đất nào đó ha, rồi nó xin chính phủ cái right để nó lấy những cái nước đó, nó lọc lại, nó đóng bình để nó bán lại cho mình. Nhưng mà khi nó bán những cái phần đất sau, ví dụ nó ôn rồi, bây giờ nó không muốn ôn nữa, nó bán bớt những cái phần đất của nó, thì khi mình, bất cứ người nào mua đó, là tự động cái quyền sở hữu xài những cái dòng nước đó thuộc về cái người đó, thuộc về cái người mua, chứ nó không được quyền bán cái dòng đất đó, bán cái phần đất đó cho mình, mà nó không cho mình xài những cái dòng nước đó. Thành ra nó nói là khi mà stock in this company is an appurtenant right that run with the land, as soon as nó bán mình mảnh đất là mình biết là mình được quyền sử dụng những cái dòng nước đó, nó không được cấm mình. Oil and gas rule of capture apply, consider fugitive substance. Có nhiều mảnh đất mình thấy ở ngay trên Long Beach á, người ta ôn những cái mảnh đất. Nếu mà ai đi cái dịp lên đó đó, thấy có mấy cái mảnh đất trống, mình thấy có mấy cái mỏ đào dầu đó, nó cứ đập đập là mỗi ngày. Cái đó là vì người ta ôn cái đó, chính phủ không có ôn. Mình ôn cái mảnh đất đó, nếu mình kiếm được là ô dưới cái lòng đất đó nó có dầu, nó có kim cương, là mình được quyền đào lên, mình được quyền bán. Và mình cũng có thể được bán cái nhà, nhưng mà mình giữ lại những cái phần đó cho mình để mình đào riêng được, nếu cái người mua nhà của mình người ta chịu cái đó. Summary của những cái mà mình mới học qua là appurtenant, tức là những cái quyền lợi của cái người được ôn căn nhà, air right, những cái quyền lợi của trên những cái không khí mà trên đầu của mình, water right bên dưới, repatriation right, appropriate time, mineral right, rule of capture and support right. Riparian nó có hai cái, một cái là nước đọng, ví dụ như mình cái lake nó gom lại rồi, nó không có moving được ha. Với một cái nữa là ví dụ như ocean đi, là những cái nước nó bị bỏ trong cái ấy rồi, nó không có moving được. Còn một cái là nó cái dòng suối nó chảy qua. Thành ra giờ dịch cho tiếng Việt á, nó không biết gì vậy. Thì mình chỉ biết là trong cái riparian right, nó nói về nước. Thì ở trong cái nước á, nó có hai cái, một cái là dòng suối nó chảy qua, và một cái là nước nó đọng lại một chỗ ha. Dạ. Tại vì có nhiều chữ mình dịch ra tiếng Việt nó không đúng. Dạ. Đó là những cái quyền lợi mà mình own những cái mảnh đất hay own cái nhà. Bây giờ mình học thêm nữa là về cái attachment. Attachment là things that are permanently attached to the land, maybe natural or man-made, usually considered part of the real estate. Bây giờ mình mua một mảnh đất, ha, thì mình biết là mình own những cái right như là air right, water right, mineral right, tất cả những gì mảnh đất mình own. Mình mua mảnh đất, bây giờ mình muốn trồng trọt hay là mình muốn xây nhà, thì khi mình xây nhà lên, những cái gì mà nó dính dưới đất nó gọi là real property, nó không là personal nữa. Mình khi mà mình đi ra Home Depot mình mua những mảnh gỗ về đó để mình xây nhà đó, những mảnh gỗ đó là gì? Personal property. Tại vì gì? Nó move around được, nhớ không? Nhưng mà khi mình xài những mảnh gỗ đó mình xây nhà, mình đóng những cái hàng rào nó chặt dưới đất rồi, thì cái đó trở thành real property. Thành ra khi mình bán nhà, mình không được quyền mở những cái hàng rào đó lên. Mình nói là không, cái này là personal, này không personal được. Personal khi nó là những miếng gỗ riêng khi mình mua Home Depot về. Nhưng mà khi mình đem về, mình đóng thành cái hàng rào, mình gắn dưới đất rồi, nó chặt dưới đất rồi, cái đó trở thành real property. Thì ra khi mình bán nhà, nó là real property. Hay là giờ mình mua cây na hay là cây bưởi. Khi mình mua cây bưởi, cây na nó trong chậu,
nó là personal property vì nó move around được. Nhưng mà khi mình trồng nó xuống dưới đất, mình đào hố, mình trồng nó mọc rễ ra rồi, thì cái đó trở thành real property. Nếu mình bỏ trong chậu, thì cái đó là personal property. Hồi xa xưa đó, mấy chục năm trước á, có mấy người Việt Nam người ta qua, người ta mua nhà. Thì có cái nhà đó nó trồng nhiều cây Việt Nam đó. Hồi trước, mấy chục năm trước ở đây đó, không có đồ ăn Việt Nam. Về sau này mới có đồ ăn Việt Nam. Thành ra hồi trước nhà nào mà có trồng mấy cái Việt Nam ta thích đó, ta mua. Thì mua xong rồi đó, không biết là cái người agent người ta có giải thích cho người mua hay không, hay là người ta quên phần đó. Cái người mua vô, người ta mua ở nhà tại vì người ta thích mấy trái cây Việt Nam. Tới hồi mua vô đó, không có thấy cái, không có thấy mấy cái trái cây Việt Nam đâu hết. Người ta mới sô đó, thì cái người homeowner người ta nói là không, trong cái contract tôi có nói là tôi chỉ bán nhà, như những cái cây tôi sẽ đem đi. Và những cái cây đó người ta đem đi đó, người ta có viết trong cái contract. Thành ra cái người homeowner đã nói là, nhưng mà cái luật đó là khi mà cái cây nó mọc rễ dưới đất á, cái đó trở thành real property. Cái đó đúng, hoàn toàn đúng, đúng luật. Nhưng mà nếu mình mua trong cái contract nó nói đó, tôi sẽ remove những cái cây, thì nó được quyền nó remove. Nếu mình ký vô, mình cho nó remove những cái cây. Thành ra mai mốt mình dẫn ai đi mua nhà đó, mà người ta nói ồ tôi thích nhà này tại vì có cây ăn trái, tôi mua về tôi không phải mua cây ăn trái về tôi trồng. Thì mình phải giải thích rõ cho người ta nếu cái người seller muốn đem những cái cây đó đi, chứ nếu không nó xù lại mình. Không, những cái đó là tại vì nó đã attach, dính cứng rồi, đúng không? Nó nhớ không, lúc mình mua cái chandelier ở nhà, ở Home Depot đó, hay mua ở garage sale, nó là personal tại vì nó move around được. Mà khi mình bắt cái ốc dính cứng vô rồi, cái đó không phải là personal nữa, nó là real property. Thì thành ra học sau vô đó nó sẽ có cái fixture, và fixture những cái mà nó dính chặt vô nó trở thành real property ha. Những cái mà move around được nó là personal property. Thì nó nói những cái thí dụ như giờ mình mua những cái mảnh đất ở bên dưới những cái vùng San Bernardino hay những cái vùng Riverside xa xôi đó, những cái cây tự động nó mọc xung quanh cái đất của mình, thì cái đó là natural attachment. Và khi natural attachment thì nó là real property ha, là including tree, bush, crop and other growing things that are attached to the land by root, transfer with land unless otherwise agreed. Đó thì nó cũng nói khi mình bán những phần đất mà nó có sẵn những cái cây cối rồi đó, khi mình bán nó là tự động nó sẽ đi với lại cái phần đất của mình, ngoại trừ trong cái contract mình nói rõ là tôi sẽ mua cái cây đó thì mình mới được mua. Trong cái natural attachment á, thì nó nói bây giờ thí dụ như mình mua một cái mảnh đất mà người ta đang trồng cây, ví dụ mình mua cái vựa cam đi ha, thì những cái vựa cam đó, những cái cây đó là real property, nhưng mà những cái trái đó nó là personal property tại vì người ta thể giật xuống ta cắt đi người ta mua được. Thành ra người ta có thể bán mình cái đất, nhưng mà người ta có thể nói trong đó là khi mà cái trái cây nó chín đó tôi sẽ trở lại tôi hái. Nhưng mà hái chỉ có được một lần thôi, tức là hái hết cái mùa đó thôi, chứ không phải mùa nào người ta cũng tới người ta hái. Đó, thì nếu mà mình dẫn khách đi mua những cái nông trại, những cái farm đó, mình cũng phải đọc kỹ cái contract, hay mình cũng phải hỏi cái owner. Bây giờ sắp tới mùa gặt hái rồi, cái người chủ của tôi mua đó, anh có trở lại anh gặt hái hay không? Mình phải hỏi rõ cái đó. Chứ nếu không chủ, nếu không cái người mua cứ tưởng là người chủ bán đất, thì cái cây nó là real property rồi, tại vì cái rễ nó attach dưới đất rồi, thì tức là người ta được quyền hái cái trái. Nhưng mà không, cái phần đó nó hơi tricky tí xíu, nên mình phải hỏi lúc mà mình dẫn khách đi mua những cái farm là bây giờ sắp tới mùa hái cây rồi, anh bán cái này anh có sẽ trở lại anh hái cây hay không, bởi vì cái luật nó cho cái người chủ cái nông trại trở lại người ta hái cây. Thì cái đó là này, when crop timber are harvest
are so proud to have SAS via farm land and consider personal property. Đúng không? Tại vì mấy cái check một lần thôi. Một lần thôi chứ không thể nào mà cứ năm nào tôi cũng trở lại. Tại vì lý do mình mua cái mảnh đất đó là tại vì mình muốn trồng cây để mình bán. Đúng không? Mà bây giờ mình mua mảnh đất đó mà cái năm nào người cái người chủ cũ cũng tới hái thì mình mua đất làm gì? Dạ. Yeah. Natural attachment with real property. Khi mà land with property sold, ownership of property usually pass to buyer of land. Unless otherwise agreed, thì nó nói thêm lên là khi mà cái mảnh đất bán thì mình phải hỏi rõ là người ta có trở lại hay không. Nhưng mà chỉ có được một lần thôi. Special rule, doctrine of employment, prop land by tenant farmer are classified as personal property even before they are harvest. Tức là cái luật á, nó cho cái người chủ những cái farm, những cái nông trại trở lại gặt hái đó, nó gọi là doctrine of employment. Mình bán nhà, mình mua đất của những cái nông trại, nhưng mình phải hiểu là ở trong đó cái người chủ được quyền trở lại một lần để hái những cái trái cây đó. Thì cái đó ở trong cái bài test nó cũng hỏi mình cái doctrine of employment là cái gì. Fixture tức là man-made attachment to real property. Bây giờ mình mua nhà, mình xây một cái hồ đăng bỏ, một cái hòn đăng bỏ, dạ. Hay là mình xây một cái hồ bơi. Những cái vật dụng để mình xây cái hồ bơi á, nó là personal property, đúng không? Xi măng, sơn này kia mình xây nó là personal property. Mà khi mình đã xây nó, mình đào xuống đất rồi, mình xây cái hồ bơi rồi, tức là nó dính dưới đất rồi. Cái đó trở thành real property ha? Thì nó còn gọi là fixture. Yeah. Fixture là những cái man-made attachment to real property. Fixture once personal property but are now attached to real property in a way that make them part of real property. Thì cái mà Danny mới giải thích. Ví dụ như cái nhà nè, những cái hàng rào, những cái patio hay other man-made improvement fixture, là những cái gì mình xây trong nhà là nó là trở thành real property, chứ không phải là personal property nữa. Fixture versus personal property. Thì để, thí dụ như có những cái vụ thưa kiện nào đó, thì chính phủ đó nó xài cái công thức này, nó gọi là Maria. Thì ba cái, thì năm cái công thức mà để xài đó. Thứ nhất, cái chữ M, tức là nó xài method of attachment. Chữ A là adaption of the item. Chữ R là relationship of the party. Chữ I là intention of the party. And chữ E là agreement in writing. Thành ra nguyên cái công thức này nó gọi là Maria. Thì cái này ở trong bài test nó sẽ hỏi. Thành ra nếu mình trước khi đi thi mình cũng nên học cái này kỹ về cái common test này. Thường thường khi mà mình bán nhà, ví dụ như cái trường hợp mà Danny mới nói cây từ đầu á, người ta mua thành người ta thích trái cây, người ta thích những cái cây, thì ra tòa xu chính phủ sẽ xài cái method này để xử cái người nào đúng hay người nào sai. Thì trước tiên á, chính phủ sẽ coi nó có ở trong cái agreement không. Nếu có trong agreement á thì nó rất là dễ, mà không có trong agreement á thì chính phủ sẽ xài bốn method còn lại. Thì giờ cái đầu là agreement in writing, thấy không? Nếu mà written agreement exists, it usually determines whether the item is fixture or personal property. If no written agreement, thì other tests apply. Tại vì khi mà mình đã có, ở đây có dư ghế anh chị. Thì khi mà bất cứ một cái gì trong cái contract nào cũng vậy, khi mà mình đã có cái mình đã có ghi ở trong cái contract rồi, thì nó rất dễ cho cái vụ kiện. Đấy không? Dạ. Nếu mà ở trong mình mua nhà như cái trường hợp thí dụ Danny mới nói đó, nếu mà nó không có ở trong cái agreement đó thì bắt đầu phải xài bốn cái còn lại. Cái test thứ nhì là method of attachment. Is item permanently attached? Is item removable? Bây giờ thí dụ mình mua một căn nhà, mình thích cái tủ lạnh, tại vì cái tủ lạnh nó người ta cái người
cái người homeowner đó, người ta order, người ta đặc biệt, người ta order cái tủ lạnh đó, nó bự hơn những cái tủ lạnh thường mình mua mình thích. Nhưng mà cái tủ lạnh mình biết nó không phải attach, thấy không? Tủ lạnh nó có cái bánh xe dưới mình đẩy mình mua được. Thành ra cái test thứ hai nó check coi những cái đồ, thí dụ như mình đa xu mình nói tôi mua nhà đó tại vì cái tủ lạnh, cái tủ lạnh nó đập vô cái mắt tôi thích, thì chính phủ nó sẽ xài, thứ nhất là có trong agreement không? Không có, nó dẹp. Thứ nhì nó xài cái test thứ nhì metal of attachment, ok, cái tủ lạnh đó nó có đóng cứng vô trong không, hay tủ lạnh nó đặc biệt, nó làm nổi lên cái nhà. Ví dụ như mua mấy nhà custom make á, người ta phải cắt cái phần đó ra, người ta mới bỏ cái tủ lạnh nó vô. Bây giờ nếu mà không có cái tủ lạnh đó, mua những cái tủ lạnh ở ngoài Best Buy, Home Depot, nó làm xấu đi căn nhà. Bây giờ người ta custom make, người ta cắt cái tường, cắt sâu vào trong cái tường này, nó khoảng bự bằng này, người ta phải đặt riêng cái tủ lạnh vừa đó. Thì nếu mình mua những cái đó, coi như tủ lạnh đó nó là real property, tại vì nó special make cho cái khoản đó. Chứ nếu bây giờ mua cái đó, người ta dọn tủ lạnh đi, mình mua cái tủ lạnh ở Home Best, ở Best Buy về Home Depot, nó không có vừa đó, thì chính phủ sẽ xử cái người mua nhà thắng. Tại vì cái đó người ta đặc biệt, người ta cắt vô tường, người ta cắt cái tường sâu vô để đặt cái tủ lạnh nó vô đó. Nó giống như mình phải đào cái lỗ, mình trồng cây xuống, nó attach vô. Thì cái test thứ hai của nó nói là metal of attachment. Nếu mà những cái vụ kiện người ta làm hai cái này không được rồi, ta sẽ vô cái thứ ba, adaptation of test. Has item been specially adapted to realty in some way or specially designed for it? Thấy không? Trong cái vụ kiện của cái tủ lạnh, yes, cái này nó apply. Tại vì cái tủ lạnh nó đặc biệt xài cho cái chỗ đó, người ta phải cắt cái tường vô, người ta mới làm được, người ta mới bỏ tủ lạnh nó vô được. Thì coi như cái người homeowner không được quyền mua cái tủ lạnh đi. Nếu xong ba cái test này cũng chưa tìm được, người ta sẽ làm cái test thứ tư là intention test. Did person who install item intend for it to become part of realty? Each of all the tests is considered in reaching this decision. Người ta làm ba cái test trước rồi, ta vẫn chưa có quyết định được là ba cái đó đúng hay không. Người ta làm này, tại sao cái người homeowner người ta phải cắt cái tường nó bự ra mà người ta không để tủ lạnh bên ngoài? Tại vì nó choáng chỗ, hay là tại vì người ta phải cắt vô vì người ta custom made, người ta làm cho cái nhà nó đẹp hơn, thấy không? Tới cái test thứ tư, sau bốn cái test rồi không được cái gì hết, cái cuối cùng là relationship test. Who installed the item? If tenant installed, typically consider personal property. If owner installed, typically consider real property, hay nó còn gọi là fixture, đúng không? Bây giờ mình đi mướn nhà, cái khác biệt ở đây, ở cái test này đó là tenant với owner. Khi mà tenant nó install đó, tenant chắc chắn là nó sẽ đem đi khi mà nó rời khỏi nhà, đúng không? Nó đâu có bây giờ nó install để nó cho chủ nhà, không? Thành ra thường thường khi làm tới cái test này là người ta biết được là cái món đồ nào thuộc về personal hay thuộc về real property. Và nói khi mà owner nó install đó thì thường thường nó là real property. Nhưng mà tenant mình biết rồi, tenant là cái người mướn nhà. Người mướn nhà người ta đâu bây giờ người ta gắn thêm cái đèn để cho khi nó dọn đi đó, chủ nhà nó free, nó được free cái nhà, cái đèn. Không bao giờ, thấy không? Thành ra làm 5 cái test đó, chắc chắn 100% chính phủ, công tòa sẽ biết được người nào đúng, người nào sai. Thì 5 cái test này là 5 cái test quan trọng khi mà nó đem ra, nó su ngoài tòa. Cái kế là trade fixture, equipment and other items that commercial tenant install to conduct business. Trade fixture can be removed by tenant at end of tenancy if property is restored to its original condition. Bây giờ đó, mình mướn nhà nó khác với mình mướn cái commercial building. Bây giờ mình nói mình mướn cái building đó để mình làm cái nhà hàng, mình bán đồ ăn.
Thì vì mình xây cái nhà hàng để mình bán đồ ăn, mình phải gắn dụ như là cái máy hút khói khi mà nấu nướng để đỡ hôi trong trong nhà hàng, hay là mình phải đục cái tường bự ra để mình bỏ cái tủ lạnh đặc biệt vô để mình chứa nhiều đồ ăn hơn. Thì khi mà mình dọn đi đó, nếu mà mình mướn cái commercial building nào mà nó không cắt sẵn cho mình á, mình muốn đem những cái tủ lạnh bự đi đó, mình phải chám lại cái tường đó cho cái người chủ. Chứ nếu mà mình cắt cái tường, ví dụ như lúc mình mướn commercial building nó là flat như vậy, mình cắt vô bên trong để mình mới bỏ tủ lạnh vô trong, thì khi mình dọn đi, cái tủ lạnh hay bất cứ cái đồ gì mình cắt để mình bỏ vô đó, mình phải để lại cho chủ. Tại vì nó nói cái gì, khi mà mình đem ra đó, nó sẽ làm hư cái tường của chủ cho mình mướn lúc ban đầu. Thấy không? Chủ cho mướn là cái tường thẳng, chứ chủ cho mướn cái tường cắt vô. Cho nên khi mà tenant nó dọn đi, nó phải, một, nó để lại những cái đồ mà nó cắt vô, nó bỏ lại. Hai, nó phải lấy ra thì nó phải sửa cái tường này thẳng cho mình. Thì cái luật đó là trade fixture. Mobile home thì nó consider là personal property, đúng không? Tại vì mobile nó giống như những cái đồ personal property, nó movable được, thì cái đó gọi là personal property. Until it's attached to permanent foundation and legal steps are taken to have it certified as real property. Thì khi bây giờ mình thấy có mấy cái khu mobile home á, nó cho mình lúc mình mua thì cái mobile home nó là personal property, nhưng mà có những khu đó nó bán mình luôn cái phần đất đó luôn, mình dọn cái mobile home đó vô, mình đào những cái cọc ở dưới đất, mình attach cái nhà đó dính vô luôn. Thì thường thường những cái khu đó đó, mình mua mấy cái nó gọi là factory mobile home, thì nó bán khi mà mình mua nó giống như một cái mobile home thường, nhưng mà khi mình dọn vô đó mình mua luôn cái đất đó luôn, mình không phải trả tiền rent giống như là mấy cái mobile home gần gần đây. Thì cái đó a licensee may list and sell unattached mobile home only if it registered with Department of Housing and Community Development. Sale of registered mobile home must be report to department within 10 days. Thì những cái người mai mốt nữa mình ra mình có cái license bán nhà đó, mình bán mobile home được. Nhưng mà khi mình bán rồi mình phải report trong vòng 10 ngày. Chứ còn sau 10 ngày thì mình bị phạt. Bill of sale nó nói là bất cứ là a document that convey title to personal property, it must be in writing, identify the party, be signed by the party. Mình buôn bán bất cứ cái gì cũng vậy, nó dụ như mình ra tiệm mình mua vòng vàng nữ trang, thì mấy cái tiệm đó nó cũng viết mình cái receipt, thì cái receipt đó gọi là bill of sale ha. Hay là mình mà bán xe mà ngoài ký vào cái pink slip, đúng không? Thì cái pink slip đó nó cũng gọi là bill of sale. No public record. Why is it easy to trace title to real property by searching public record? There's little comparable information available about title to personal property. Mình bây giờ mình không own cái nhà đó, nhưng mà mình vô trong cái Orange County Record đó, mình có thể check coi ai own cái nhà nào, người ta own mấy căn nhà, mình cũng có thể check được. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vòng vàng, những cái đồng hồ mình mua đó, mình đâu có trace được. Thấy không? Tại nó là personal property. Người ta muốn nói mình cái khác biệt giữa own một cái real property với own một cái personal property. Cái real property mình có thể trace được, mình có thể check được ai own cái đó. Nhưng mà thí dụ mình lượm cái đồng hồ ở ngoài đường, mình đâu biết ai own nó đâu. Mặc dù cái lúc mà người ta mua đó, người ta có cái receipt, nhưng mà cái receipt đó không có record ở trong cái county, thành ra mình không có trace được. Rồi, summary của những cái mình mới học qua là nó về những cái mà natural attachment tới cái real property của mình. Cái doctrine of employment, man-made attachment, fixture test là cái Maria đó, ở với bill of sale. Anh chị nào có câu hỏi gì nữa không? Mình học tiếp. Rồi, chúng ta học tiếp ha.
Land description tức là legal description, precise description used to identify specific piece of real property. Three main method of legal description là matter and bound, government survey and recorded map. Thì để trong nước Mỹ để mà nó để nó biết được cái nhà mình ở hướng nào, rộng bao nhiêu, thuộc cái thành phố nào thì nó xài ba cái method này ha, là merit and bound, government survey với lại recorded map. Thì ba cái đó đó là những cái legal description ở trong một cái nhà khi mà nó record ở trong cái thành phố. Middle and bound describe property by specifying its boundary. Đúng không? Bây giờ thí dụ như nói là nhà 112 ở đường Westminster thì nó cái bên cái nó ở hướng nam hay hướng bắc. Cái chu vi nó là nó đang sao? Monument tức là natural or man-made object that mark a fixed point. Course là compass direction, distance, length of each boundary. Thì biết cái nhà luôn luôn á là một là nó thường á là nó hình chữ nhật, thấy không? Đó. Thì những cái middle and bound này nữa thì nó show ở trong cái record đó là cái nhà này diện tích nó bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, từ hướng nam qua hướng bắc nó bao nhiêu, được cái chiều ngang nó nhiêu, cái chiều sâu nó bao nhiêu. Thì tất cả đó nó bao gồm, nó gọi là middle and bound. Rồi trong cái khu nhà đó nó có xây thêm thí dụ như hồ bơi hay nó xây thêm mấy cái hòn đăng bộ này kia, những cái gì mà người ta mua cái mảnh đất rồi người ta xây thêm để nó cho thấy rõ. Thí dụ như cái hàng rào, phải không? Bây giờ mình mua mảnh đất đó mình không có hàng rào thì chỉ có trong cái record nó biết được cái diện tích từ đầu tới đầu, nhưng mà khi mình đóng cái hàng rào rồi là từ cái mark của cái hàng rào bên này qua tới cái mốc bên này mình biết cái diện tích đó là của cái nhà đó, thuộc về cái người đó. Thường thường ở nhà đó, nếu mà mình để ý ngay ở đằng trước của ngôi nhà đó, ngay cái chỗ mà cái driveway với lại cái đường đi chính ở bên ngoài đó, thường thường nó có hai cái con ốc chính bên dưới đó. Chẳng chí anh Thomas Đàm thế gì? Dạ, thì thường thường nếu mình để ý đó mình sẽ thấy hai cái đinh đóng ngay trước ở cái ranh giới của hai cái nhà nếu mình để ý kỹ. Không biết là mấy cái nhà cũ về sau này nhiều khi bao nhiêu năm người ta tráng lại nhựa đường hay sao nó che đi hay không, mà nếu mình để ý kỹ đi, cái ranh giới của hai cái căn nhà nó chạy lên á, mình sẽ thấy ngay đằng trước nó sẽ có hai cái đinh nó báo cho mình biết lại. Thành ra thí dụ như mình cái hàng rào gỗ mình nó có bị sập á, mình nhờ người ta xây lại đó, mà nếu mình không để ý cái người xây đó người ta đào cái phần đất nó xích qua bên mình á, mình để lâu quá đó thì mai mốt á mình bán nhà mình sẽ bị hụt cái phần đất đó. Thành ra khi người ta đào á mình để ý coi thí dụ như người ta xây tường đi, tường thường thường nó dày bằng này ha, dày bằng này, thì mình coi ở cái giữa đó nó chạy thẳng ra nó có chín ngay hai cái đinh đó không. Nếu không dính tức là mình biết là cái người xây người ta bỏ xích vào của mình hay ta bỏ xích qua cái bên kia. Nếu bỏ xích qua bên kia thì mình khỏi nói, tại mình lời khi mình bán nhà, bỏ xích bên mình thì mình phải nói, chứ nó không mai mốt nữa mình bán, mình list cái nhà là 1,700 square feet thí dụ vậy, nhưng mà giờ cái tường nó cắn qua hết 200 feet rồi, bây giờ cái nhà mình phải bán phải ghi lại là 1,500, mình mất cái tiền lúc đó mình bán nhà nó sẽ ít đi, mình lỗ. Đây là ví dụ như nó cho mình biết nè, cái middle and bound đó, point begin must always be described by reference the monument. Ví dụ như cái hướng north, west, east, south bắt đầu từ đâu, nó xây tới thì nó làm sao, thì nó cho mình biết thêm về cái nghĩa của cái middle and bound. Rồi ở trong thường thường mấy cái khu nhà đó nó xây đó thì nó chia ra những cái ô nhỏ nhỏ về, gọi là grid.
principal median là main north and south line, baseline là main east and west line. Mấy cái này là ở trong bài test hầu như nó không có. Đôi khi trong vòng mười mấy năm á, nên mới nghe một hai học sinh nói là người ta đi thi sẽ có một hai câu hỏi về này. Thì nếu mà mình lỡ mình cái bài test mình nó có mấy này, tại vì bài test nó 150 câu, nó cho mình 75% mình thắng, coi như là 105 câu mình đúng là được. Thành ra 45 câu kia nếu mình lỡ mình dính vào những này, coi như mình sai một hai câu đó thôi. Mình cũng không có lo lắm, mà nếu mình muốn mình đọc thêm cũng được. Mà cái này nó khó, mình cũng khó hiểu lắm. Thì nó nói cái baseline đó là nó dựa theo cái chiều east với west, còn cái principal median đó là north với south. The north south line are called range line. Cái range line divide land into column called range, tức là khi mà những cái lỗ nhỏ nhỏ này nè nó gọi là range, còn cái lằn chính đó, north and south nó gọi là cái range line. Each range is 6 miles wide, thì mỗi một cái lỗ nhỏ này nè thì nó là cái diện tích là 6 mile chiều rộng. The east west line that parallel the base are called township line. Cái này là cái township line, nó có trong bài test hầu như nó ra nhiều hơn là cái grid line. Thì người ta hỏi mình cái township thì mình biết rồi, là nó là cái line divide cái land into row nha. Each level square is called township. Thì mỗi một cái ô này nè, vì mình biết nó là cái diện tích nó là 6 chứ gì, nhưng mà nó là hình vuông đó, thì thành ra nó là 36 square mile. Thì trong bài test câu hỏi này hỏi là cái township là nó rộng bao nhiêu, thì mình biết nó là 36 square mile. Each township divided to 36 sections. Cái này nó cũng có trong bài test, nó hỏi là ở trong cái each township thì nó có bao nhiêu section, thì nói 36 nha. Thì có hai cái, một cái nó hỏi mình township là cái diện tích, với nó hỏi mình nó có bao nhiêu cái section. Có một hai người ta mới lấy test á, người ta nói nó hỏi mình cái này luôn, nó hỏi thí dụ như là mua nhà ha, nói là thí dụ như cái nó hỏi mình cái section của township số 3 đó là nó ở đâu. Thường thường mình viết á, mình viết từ số 1 là từ bên trái qua bên phải gì, mà ở trong cái diện tích mà ở trong cái record của chính phủ nó viết từ phải qua trái, nó giống như là tiếng tàu nó viết từ phải qua trái. Mình nhớ khi mình làm cái bài test đó, thì mình nhớ số 1 nó bắt đầu từ bên phải qua bên trái, chứ không phải từ bên trái qua bên phải. Nhưng mà những cái câu này nếu mình không nhớ thì mình coi như là nó trong 25% nó cho mình fail đó. Tại vì 75% mình đậu rồi. Thì nếu mà mình học kỹ về những cái câu hỏi khác thì những cái này mình cũng không có sợ mấy. Mình có một hai câu này thôi. Government survey, nhớ không, nó có ba cách để mà nó record, là một cái là median bound, cái thứ nhì là government survey. Thì government survey description must include section, township and range, must also include name of principal meridian. Thì cái government survey nó dựa theo cái phần mà median bound để mà nó làm cái survey coi trong cái khu vực đó, trong cái tiểu bang đó nó có bao nhiêu nhà, nó diện tích nó bao nhiêu, cái tiểu bang nó rộng và bao nhiêu. Method of legal description, cái cuối cùng là recorded map, standard method for describing property in town and city. Map recorded by developer when land is subdivided, also called lot and block method or plat map method. Mấy cái người investor đó, người ta mua một mảnh đất rất là bự, sau đó người ta dựa theo cái hai cái luật của chính phủ Bắc, một cái là median bound, thì người ta chia ra những cái đó
Cho nên người ta mới xây nhà ra từng một cái khu nhỏ một. Thí dụ mình coi ngay ở xích dưới đây nè. Cái tụi investor đó nó mua một mảnh đất bự, nó chia ra một phần, nó xây mấy cái in and out, mấy cái tiệm bán chicken. Ở đằng sau đó nó xây mấy cái chỗ cho exercise với nhà băng. Rồi kế bên phía tay phải nó là nó xây nhà. Thì cái đó nó gọi là subdivide, nó mua một mảnh đất bự. Xong rồi nó mới chia ra từng một cái township một. Rồi nó mới cho chính phủ biết là mỗi một cái khu nào nó xây cái gì. Yeah. Thì khi nó chia ra vậy rồi, nó mới vẽ một cái bản đồ. Nó mới đưa chính phủ record vô, thì gọi là record map. Nó chia từng cái một ra. Không phải là bất cứ cái tụi investor nào nó mua cái mảnh đất á, là nó xây giống nhau hết. Thường thường nếu nó mua một cái khu nhà thì nó cũng phải cho biết, chính phủ biết là bây giờ nhà đó tôi xây 100 nhà 3.000 square feet, 100 nhà khác tôi xây chỉ có 2.000 square feet. Chứ không ít khi mà nó xây một cái khu đất mà tất cả một căn nhà nó xây diện tích giống nhau hết. Tại vì mình biết trong căn nhà nhiều khi ở cái corner nó bự hơn là những cái căn nhà mà ở giữa. Thấy không? Thành ra những cái record map đó là của cái người mà xây nhà, của người plan nhà, người ta xây, người ta sẽ viết xuống hết cho mình, người ta sẽ đưa cho chính phủ. Subdivision is survey and map is created that show precise location and dimension of each lot. Each lot assigned lot number, group of lot separate by street within the subdivision may also be assigned block number. Thường thường á, khi mấy cái nhà xây đó, những cái nhà developer người ta mướn những cái người vẽ cái bản vẽ, người ta mướn cái construction company vô, nó xây xong nó phải báo cáo lên cho thành phố biết là bây giờ ở cái khu nó xây đó bao nhiêu nhà một tầng, bao nhiêu nhà hai tầng, rồi mỗi cái nhà đó nó run cái đường dây điện, run cái đường nước, nó run ở đâu. Để thí dụ như mà với lại nó phải cho biết là khoảng cách giữa hai căn nhà đối diện nhau đó, cái đường đi đó nó rộng bao nhiêu. Rồi ở đó nó xây những cái cột đèn, xây làm sao cái khu làm sao, tất cả cái đó nó phải báo cáo hết cho chính phủ. Thì tất cả cái đó nó ở trong cái recorded map, nó ở trong những cái subdivision này. Những cái đó là những cái mà mình mai mốt mình có bằng bán nhà đó, mình không cần những cái này. Nhưng mà chính phủ nó chỉ muốn cho mình biết là cái cách nào mà tại sao chính phủ nó biết được. Cách nào mà chính phủ để nó control là cái khu đó xây không có nhiều nhà quá hay ít nhà quá. Để khi mà có bị cháy, bị lụt lội, bị động đất, chính phủ mới giúp được. Với lại cái đời sống người dân nó thoải mái được. Thì tất cả nó xài là cái mirror and bounds, government survey và cái cùng là recorded map. Nó chỉ muốn nói cho mình biết. Thành ra cái phần này nó more like cho cái người làm construction hơn là những cái người bán nhà như mình. Nhưng mà nó, và cái luật ở Mỹ là nó muốn cho tất cả mọi người có sự hiểu biết, biết là tại sao chính phủ biết được, chính phủ control được những cái đó. Group lot separate by street within the subdivision may also be assigned block number đó. Thì trong những cái bản đồ đó, tụi nó sẽ cho biết là bây giờ cái đường ở giữa chia hai căn ra đó, thì cái đường nó rộng bao nhiêu. Và ở dưới đó, tại vì những cái, bây giờ mình thấy thí dụ như ở nhà mình á, mình thấy lâu lâu thí dụ như ở đường Mạng Lối A nè, tụi nó hay đào lên để, vì nó nói là nó phải sửa cống cống. Vậy tất cả những cái nhà nhỏ nó xây đó, những cái đường ống cống nó chạy nước ra đó, ví dụ như mình giật cầu tiêu hay là mình rửa chén, tất cả những cái nước từ trong nhà mình ra nó chạy vô cái đường ống cống bự của chính phủ, nó chạy vô cái hồ lọc nước của chính phủ. Thấy không? Thành ra những cái nhà construction nó phải cho biết là cái khoảng đất rộng ở giữa hai căn nhà đó nó là bao nhiêu, thì chính phủ mới gửi người tới đặt những cái đường ống cống bự để nhận bao nhiêu nước, cái nguồn nước khi mà bao nhiêu những cái người ở đó người ta giật nước, chính phủ mới biết được. Chứ nếu mà những người construction người ta không nói đó, giờ thí dụ như chính phủ đưa cái ống cống chỉ có bằng này thôi,
trong lúc đó bao nhiêu cái người ở nhà đó, người ta giật cái nước toilet, nó sẽ ngập, nó sẽ tràn lên lại. Thành ra tất cả những cái này, những cái người xây nhà, người ta phải báo cho chính phủ biết nha. Flat map, map showing lot and block in the subdivision, nó cũng đang nói về mấy cái construction, cái cách mà tụi nó làm. Once flat map recorded, parcel can be described by its lot and block number, name of subdivision, and county or city in which it is located. Thì khi mà nó đã, cái người xây nhà người ta đã có hết những cái map đó rồi đó, người ta supply cho chính phủ, cho thành phố nó record trước, rồi nó sẽ đưa cho county, county cũng phải record nó. Thành ra là mình có chuyện gì đó, mình có xu hay này kia ra đó, chính phủ nó có hết thì nó mới giúp mình được. Other method of land description can be used if the property is adequately identified. Reference to early recorded document or survey is adequate. General description may be adequate. Street address and tax number are usually not adequate. Nó nói bây giờ thí dụ như mình cái đường đi Vegas đi, mình thấy ở bên phía hai bên đường á, có nhiều khi có những mảnh đất trống, mình tưởng cái đó là chính phủ ôn, nhưng mà một số thôi, một số là của người dân ôn. Mà tại sao người ta biết được cái phần đất đó là phần đất của người ta? Tại vì chính phủ nó xài cái middle and bound, chính phủ nó xài cái survey map. Cho nên những cái đó đó, mình thấy nhiều khi mình thấy, ủa, một cái khoảng này tự nhiên nó xây những cái hàng rào nó chặn lại, còn những khoảng khác nó để trống vậy. Mặc dù nó để trống vậy, nhưng mà cái người mà không phải ôn đó, người ta đi vô đó, chính phủ nó cũng biết là không phải là phần đất đó của người ta. Tại vì nó dựa theo những cái record khi mà nó bán nhà, khi mà middle and bounds, khi người ta bán những mảnh đất á, người ta phải đưa cho thành phố cái middle and bounds, cái record đó rồi. Thành ra bây giờ, nếu bây giờ mình đưa cái địa chỉ nha, hay đưa cái tax number đó, thì thường những cái đó chính phủ nó không có nói đúng được. Nó dựa theo những cái survey, những cái middle and bound với những cái government survey mà nó có trong record của nó, thì nó mới tính là cái đó là chính xác nhất. Rồi những cái đó về land description, những cái phần này nó không, hầu như nó không có trong bài test. Nó gì có, nó hỏi mình township, với nó hỏi mình township nó rộng bao nhiêu, nó có bao nhiêu cái section, bao nhiêu square mile, thì mình biết nó là 36. Okay, cái đó là hết chapter 1 luôn. Bây giờ mình sẽ học qua chapter 2. Các ai có câu hỏi về chapter 1 không? Tại vì chapter 1 cái chính đó là nó về real property với lại personal property với lại cái test Maria. À, còn những cái về government survey này nó chỉ muốn nói cho mình biết thôi. Trong bài test nó chỉ có hỏi về cái township có bao nhiêu cái square mile. Vậy thôi. Yeah. Thành ra nếu mà ai có câu hỏi gì thì hỏi, thì Danny sẽ trả lời. Còn không thì mình học qua chapter 2. Rồi, chapter 2 đó, thì chapter 1 mình học, mình biết được cái real property với lại cái personal property rồi ha. Thì chapter 2 nó sẽ dạy mình về cái lesson we discuss type of estate land, way of holding title to property. Nó dạy mình về những cái về cái real property với lại những cái mà để mình giữ cái title. Estate tức là an interest in land that is or may become possessory. Khi mà mình mướn nhà hay là mình ôn một mảnh đất, nhiều khi cái người mướn á, ngay bây giờ người ta mướn, nhưng mà đó, người ta đang nghĩ tới ok, có thể người ta mua lại cái nhà này về sau khi mà chủ nó bán.
tiếng gọi là an interest in land that is or may become possessory. Two basic category, một cái là freehold estate, tức là including title, một cái là leasehold estate, tức là không có including title. Thì mình nhìn hai cái mình biết rồi, lease, khi mình lease cái nhà nào, mình lease một cái commercial nào, thì mình đâu có làm chủ căn nhà đó, đâu có làm chủ cái commercial đó, thành ra mình không có cái title được. Khi mà mình freehold estate, tức là mình làm chủ một căn nhà, thì dĩ nhiên là mình sẽ có cái title. Both freehold and leasehold estate may exist at the same time in same property. This relationship is known as privity. Trong bài test nó sẽ hỏi mình về cái privity là cái gì. Bây giờ mình own một căn nhà, mình cũng có thể same time mình own đó, mình cho mướn căn nhà đó, đúng không? Mình cho mướn cái phòng đó ở trong căn nhà mình. Thì có phải là hai cái trường hợp đó nó xảy ra cùng lượt không? Mình own căn nhà, mình cho mướn, thấy không? Thành ra hai cái là freehold estate là mình own nhà ha. Cái trường hợp thứ hai khi mình cho mướn nhà hay mướn phòng á là leasehold estate, lúc đó nó xảy ra cùng lượt. Mà khi nó xảy ra cùng lượt á thì nó sẽ gọi là privity, own cùng lượt và cho lease cùng lượt, mày sẽ ha. Two main kind of freehold estate, một cái là free simple estate, cái là live estate. Thì nó nói bất cứ người nào á khi mà own căn nhà đó là nó cũng có hai cái loại, một cái là free simple estate, cái là live estate. Thì cái free simple estate mai mốt mình học á, mình hãy nhớ vậy, khi mình own một căn nhà free simple estate á, tức là mình ôm, mình không thiếu nợ gì hết, mình không có bị su, mình không có bị ly, mình không có bị một cái gì trong cái nhà hết. Coi như cái đó là cái mà quyền lợi cao nhất khi mình ôm cái căn nhà. Tại vì bây giờ ví dụ như mình nói mình ôm nhà, nhưng mà mình vẫn chưa trả hết tiền căn nhà, tức là mình chưa hoàn toàn mình ôm nó, cái đó là nhà băng ôm nó, hay là người nào cho mình mượn tiền mua nhà, cái đó người ta ôm. Cái đó không phải là free estate, free simple estate. Mình free, mình ôm clear rồi. Hai cái estate, most completely form of land ownership can potentially last forever. Most common type of estate, free simple estate, perpetual, transferable and inheritable. Tức là khi mình own nhà rồi đó, mình không thiếu nợ nữa đó, mình có thể để gia tài được, mình có thể bán được, mình có thể cho mướn được. Ha? Cái đó là những cái lợi của những cái quyền lợi của những người own những cái căn nhà. Nó có can potentially last forever, đúng không? Mình có thể để gia tài tới đời này đời khác, để gia tài cho con mình để gia tài cho cháu nó, cho con nó, cho cháu nó, mình để hoài, ngoại trừ cái người cuối cùng người ta muốn bán nhà, thì lúc đó cái quyền lợi own cái nhà nó mất đi nha. Nhưng mà thường thường khi mình own căn nhà free simple rồi, mình không có thiếu nợ gì hết, mình không có bị lien gì hết, thì cái đó là cái mà tốt nhất ở cái quyền lợi của những người own căn nhà. Trong cái sự own căn nhà đó thì nó lại có hai cái, một cái là absolute, một cái là divisible. Thì mình nghe cái chữ absolute á, tức là mình biết cái đó là cái sướng nhất của mình rồi ha. Estate transfer is simple, it feasible absolute under grantor make clear some other state intended. Feasible absolute owner is not subject to any special limitation or condition. Tức là nói một cái người làm chủ căn nhà không bị thiếu nợ, không bị gì hết. Người ta có quyền làm bất cứ gì với căn nhà, người ta phá bỏ sập đi cũng được, người ta transfer đi cũng được, người ta cho con người ta cũng được, ta bán đi cũng được, ta đốt căn nhà đấy đi cũng được, ta muốn làm thì ta làm. Thì cái đó là cái absolute, ta muốn làm bất cứ một cái gì ngoại trừ người ta đó. Nó nói it's not subject to any special limitation or condition, tức là người ta không có bị thiếu nợ, ta không bị thiếu thuế, người không có bị lien trong nhà. Thì cái đó là absolute free simple, ta muốn làm bất cứ cái gì được. Mình trả hết tiền nhà rồi, mình không bị lien gì hết, thì cái đó gọi là absolute free simple title. Mình làm chủ căn nhà free and clear.
Dạ, bây giờ thí dụ như tôi mới đào ôn cái building này, lúc nào ông thích nữa đập nát cái nhà ra. Sao hết? Miễn mà mình đừng có làm hại cho cái người kế bên. Lúc mình phá nhà ra đó, mình phải mướn người đàng hoàng. Tại vì nhiều khi bây giờ mình lấy búa mình đập, cái mảnh vụn của căn nhà nó bắn qua nhà kia, nó làm thương tích cho cái nhà kia không được. Cho mình phải mướn cái đúng cái người để mình muốn phá nhà. Cho nên thấy khi mà người ta xây nhà hay phá nhà, người ta hay che mấy cái miếng miếng bạc màu xanh xanh xung quanh hết để người ta phá ra không bị. Dạ, mình muốn đốt nhà này cũng được, chỉ có một cái là mình làm sao để nó đừng có bị cháy qua cái nhà kế bên. Tại mình là absolute free simple title rồi, mình muốn làm gì bất cứ nhà mình cũng được. Nhưng mà chỉ có một cái là mình không được xả rác, mình không được làm dơ giấy cái nhà để cái mùi hôi thối nó bay qua cái nhà kế bên nó làm hại. Dạ, tại vì nó đặt mìn là từng một cái lầu một, nó đặt mìn bên dưới này, thành ra thấy ở trong mấy cái phim mình thấy nó nổ đó, bên dưới này sập trước, thì khi mà cái bế xanh nó không có giữ được rồi thì nguyên này sập xuống luôn. Dạ, mà khi anh thấy không, khi nó sập á, nó hay để mấy cái trước khi nó phá đó, nó hay để mấy cái miếng bạt màu xanh xanh nó che đó, tại vì cái bụi đó nó giữ ở trong đó, nó bay ra ngoài. Giờ cái kế đó là fee simple divisible, tức là fee title with conditional qualification attached. Interest will end if specified act or event occur at some later date. Mình thấy không? Mình ôn nhà, cái mà mình sướng nhất á, là absolute fee simple. Nhưng mà cái thứ nhì đó là fee simple divisible. Defeat, nếu mà mình biết cái chữ ngữ vựng của defeat đó là bị người khác đánh bại, đúng không? Thành ra khi mình ôn căn nhà mà bị người khác đánh bại defeatable đó, tức là mình không, tức là cái quyền lợi của mình nó chỉ bị limit thôi, nó không được giống như là cái absolute. À, thì cái này đó, giờ thí dụ như bây giờ cái fee simple defeasible, bây giờ thí dụ như vậy, ông bố chuyển nhượng cái căn nhà cho đứa con, nếu mà đứa con xài cái nhà đó để giữ trẻ free, nhưng mà nếu đứa con xài cái nhà đó để làm những chuyện khác, ông bố sẽ lấy lại cái nhà, thì cái gọi đó gọi là fee simple defeasible. Đứa con nó được quyền làm chủ căn nhà, nó được quyền nó mở căn nhà, nó giữ trẻ free, nó không được chặt tiền. Nhưng mà as soon as nó giữ trẻ mà nó chặt tiền đó, ông bố biết được thì ông bố sẽ lấy lại nhà, lấy lại cái title. Thì khi mà đứa con bị mất cái quyền làm chủ rồi, tức là đứa con bị defeat rồi, bị đánh bại rồi, thành ra cái title của đứa con lúc đó là fee simple defeasible. À, nó không phải là absolute. Vì nếu mà ông bố cho đứa con căn nhà không có điều kiện gì hết, nó hiền cho căn nhà tại mày là con tao, thì đứa con lúc đó nó làm chủ căn nhà, nó là absolute fee simple. À, nhưng mà nếu, dạ thì tùy cái lúc mà nó chuyển, tùy là lúc mà người ta chuyển nhượng nhà cho mình. Dạ, có điều kiện nó là defeasible. Tại vì ông bố nói gì? Bố cho con căn nhà, nếu con mở cái xài căn nhà đó để giữ trẻ free, nếu con không làm bố sẽ lấy lại nhà, thấy không? Thành ra dưới ánh mắt của luật pháp á, cái title của đứa con á là free simple defeasible. Tại vì ngay lập tức khi đứa con nó làm sai cái điều luật mà ông bố nói trong cái contract, ông bố sẽ lấy lại cái nhà. À, thì cái title của đứa con lúc đó nó là fee simple defeasible. Tại vì cái title của đứa con nó không phải là absolute giống như ông bố. Tại ông bố nó ôn trả hết rồi, ông bố có thực làm toàn quyền cái gì với căn nhà. Thấy không? Chứ ông bố không được nhận cái gia tài từ từ ông bố của ông bố. Thì đó là hai cái difference giữa hai cái title mà mình làm chủ căn nhà. As
refer in three simple absolutes, unless grantor make clear some of other estate intended. Three simple absolute owner is not subject to any special limitation or condition. Thấy không? As soon as người ta transfer cái title cho mình, hay là mình đi mua nhà, chủ nhà cũ đó, nó không bị lien, nó không bị thiếu thuế, nó không bị gì hết. Thì khi mình mua nhà, cái title đưa cho mình là three simple absolute. Đúng không? Mình mua nhà, cái nhà đó không bị thiếu nợ, không bị gì hết. Thành ra khi mình mua nhà, cái title mình đứng là three simple absolute. Mình muốn làm gì căn nhà cũng được. Nhưng mà nếu mình được gia tài của một cái người nào đó, thì mình phải coi rõ trong cái contract người ta cho mình cái kiểu nào. Người ta cho mình kiểu free simple divisible, hay người ta cho mình với absolute. Thành ra nó nói khi mà mình được cái free simple absolute đó, tức là owner không có bị dính líu một cái gì hết, không có bị ràng buộc về bất cứ một cái gì. Trong cái free simple estate đó, cái này bấm lại. Đó, này đúng không? Yeah. Okay. Ở trong cái freehold estate thì nó có cái life estate là limited in time, last only as long as particular person is alive. Bây giờ cùng xem, bây giờ có thí dụ giờ cái ông, một cái ông bố, ông cho đứa con xài căn nhà của ông as long as ông còn sống thì nó gọi là life estate. Tức là đứa con nó được quyền xài căn nhà đó, nó được quyền làm chủ căn nhà đó bất cứ cho tới lúc mà ông bố bị chết. Lúc ông bố bị chết đó, thì cái người nào mà ông bố để cái gia tài về sau đó đó được quyền sử dụng căn nhà đó. Cái người đó có thể được quyền đuổi đứa con đi ra, hoặc người đó vẫn cho đứa con ở lại tiếp tục. Thì cái đó gọi là life estate. Limit in time, last only as long as a particular person is alive, gọi là life estate. Một cái nữa là when mentioned life end, title will pass to the holder of estate in reversion or estate in remainder. Thì bây giờ thí dụ như ông bố ông nói là vậy. Bây giờ tôi cho đứa con nó làm chủ căn nhà. Nhưng mà nếu đứa con chết trước tôi đó, thì cái title đó trả lại cho tôi. Thì lúc đó nó gọi là estate in reversion. Nhưng mà bây giờ cũng xem cái trường hợp đó, ông bố nói tôi cho đứa con căn nhà, đứa con được làm chủ căn nhà. Nhưng mà nếu nó chết, thì nó đứa con của nó được làm chủ căn nhà. Thì nó gọi là estate in remainder. Cái người còn ở lại. Hay là ông bố ông cho cái nhà cho ba đứa con. Ông nói là đứa con thứ nhất chết thì hai đứa con kế tiếp làm chủ. Đứa con thứ hai chết, đứa con thứ ba nó làm chủ. Đứa con thứ ba chết, cái thai đô trở lại cho ông bố.
thì trường hợp ba đứa con nó chết hết, thai đôi trở lại trong bố, nó gọi là estate in reversion, reverse lại. Nhưng mà nếu mà chỉ có một đứa con chết, hai đứa con còn lại nó lãnh cái thai đôi, thì lúc đó trường hợp đó nó sẽ gọi là estate in remainder, những người còn lại được làm chủ căn nhà. Cái đó là cái thay đổi khi mà mình mua những căn nhà nào đó, hay mình được cái quyền gia tài đó, mình coi những cái contract, mình thấy ủa sao có nó đều là estate in reversion, thì mình phải hiểu là nếu là mình own căn nhà đó, mình không phải là absolute fee simple, mà mình là fee simple divisible. Mà trong cái fee simple divisible đó, nó có trường hợp là estate in reversion hay estate in remainder. Thì lúc đó người bố cũng phải viết thêm một cái contract nữa, khi người bố chết, tất cả những đứa con chết đưa cho chính phủ hay là pass on cho người nào nữa. Nhưng mà thường thường khi mà để will á, hay thường thường mấy cái khi mình ra luật sư mình để will á, mình để gia tài lại đó, thường thường luật sư á, nó hỏi mình, nó hỏi cái người grantor là cái người làm chủ căn nhà, chủ những cái mảnh đất á, nó sẽ giải thích như vậy: nếu mà cái người đã chết, anh muốn gia tài trở lại cho anh hay muốn chạy cho đứa cháu, nếu đứa cháu chết em muốn trả lại cho anh hay cho state hay cho donate thế này kia, thì lúc mình làm will thường thường luật sư nó sẽ hỏi cho mình biết hết, nó sẽ hỏi mình để nó biết hết. Mấy người giàu đó như là Bill Gates này kia đó, tụi nó không có cho con cái nữa, nó ký hết khi nó chết đó, nó cho hết cho chính phủ, thì nó cho hết những hội thiện nguyện. Nhà mấy tụi giàu Mỹ nó không giống Á Đông Mỹ. Á Đông Mỹ cứ để hết cho con cái. Giàu Mỹ nó càng giàu nó càng cho lại những cái hội thiện nguyện cho mấy hội cancer. Thì đó là những cái mà Danny mới giải thích ha. Estate in reversion: if deed giving title to live tenant state the title sale reverse to grantor on death of marriage life, grantor has estate in reversion. Thấy không? Cái người grantor cho căn nhà đứa con, nếu đứa con chết trở lại cho người grantor. Estate in remainder, giống như Danny mới giải thích, cho đứa con chết thì đưa cho cái người kế tiếp. Live tenant may only sell or lease interest she has in property. Live tenant must maintain property in good condition, cannot commit waste. Bây giờ một cái người ta mướn nhà dài hạn, ha? Người ta mướn nhà, người ta có coi như là lúc đó khi người ta mướn rồi đó, coi như cái nhà đó người ta được toàn quyền sử dụng, đúng không? Mà người ta được toàn quyền sử dụng trong cái contract, chứ không phải người ta được toàn quyền sử dụng là người ta phá nát căn nhà hay là người ta để căn nhà nó dơ dáy để cho người ta bị phạt. Thì khi cái người tenant mà mướn nhà lâu dài đó, nó gọi là live tenant, người ta mướn nhà xong người ta có thể cho mướn lại nhà đó. Bây giờ thường mình thấy trong mấy cái contract á, mà mình không để ý kỹ đó, mình cho mướn nhà mà mình không viết của trong contract là cái người mướn nhà của mình không được cho mướn nhà nữa đó, thì coi như cái người homeowner đó dễ bị lỗ lắm. Giống như Danny biết có cái người ta mướn nhà xong rồi người ta lấy cái nhà đó người ta mở làm B&B, người ta lại cho mướn cho những người ở Việt Nam qua đây mướn nhà, người ta làm biến cái nhà đó thành cái hotel. Chủ nó biết được nhưng mà nó đuổi không được, tại vì cái contract nó chỉ ký là nó cho cái người đó mướn thôi, chứ nó không có bỏ thêm là cái người mướn nhà nó không được xài cái nhà đó làm những cái dạng như là mở hotel hay là cho người khác mướn lại. Thành ra mai mốt mà mình có thân chủ mà nó hỏi mình nó muốn mua nhà để nó cho mướn thì mình phải dặn nó luôn, nếu anh chị cho mướn thì nên nhớ ký cái contract là cái người mướn không được cho người khác mướn nữa. Hay là nó mướn nhà mình nguyên một cái nhà 4-5 phòng, nó lại cho mướn từng phòng lại nhiều tiền hơn, coi như nó đứng giữa nó ăn tiền lời. Mà rốt cuộc lúc mà những người kia trả nhà, người ta phá nhà đó,
mà cái đứa người người ta mướn mình, người ta không sửa nhà đó, thì mình bị lỗ hơn. Thành ra cái trong mấy con chat thì cái đó nó nói đó, live tenant có thể sell or lease interest, là những cái quyền lợi ở trong nó có trong cái property. Nó thể mướn nhà mình, nó bán cái gì, nó bán cái contract của mình cho cái người thứ ba without cái cái approve của mình. Giờ nó mướn nhà mình ha, nó ký là 5 năm. Nó ký 5 năm. Xong rồi đó, thí dụ nó mướn nhà mình có 1000 đồng, nó bán cái contract tới người thứ ba, nó cho mướn 2000. Mình đuổi người thứ ba không được, tại vì cái contract mình ký cho nó, mình chỉ ký là mình cho nó mướn trong vòng 5 năm, mình không nói gì là nó không được bán, không được lease lại cái contract đó. Thấy không? Thành ra cái đó nó mới nói là live tenant có quyền bán hay có quyền cho mướn cái property mà nó mướn. Nhưng với điều kiện là live tenant phải giữ cái property đó in good condition, giống như cái contract, chứ không được waste nó, không được phá nó, không được làm dơ cái nhà. Rồi, cái đó là summary của những cái chủ quyền của căn nhà, freehold estate. Free simple absolute là mình biết cái đó là cái top of the line, không có người nào mà own căn nhà mà good như vậy. Free simple divisible tức là mình làm chủ căn nhà nhưng mà với điều kiện. Cái life estate nó nói về mướn mướn nhà và có điều kiện trong đó. Leasehold estate, leasehold estate tức là limited temporary estate created by lease contract. Party landlord and tenant. Tenant get right to exclusive use and possession of property. Landlord retain title and hold reversionary interest in property. Đúng không? Khi mình ký mướn một căn nhà, ký mướn một cái commercial building, ký một cái mảnh đất nào để mình trồng trọt, thì trong đó nó có hai người. Party nó là gì? Một cái là người chủ nhà, một cái người tenant. Ha? Trong bất cứ một cái contract lease nào. Cái kế tiếp là cái người tenant, là cái người mướn nhà, được quyền lợi sử dụng những căn nhà mà người ta mướn, những cái commercial building ta mướn. Mình thấy khi mà mình ký cho mướn nhà rồi đó, hay mình ký cho mướn phòng á, cái quyền lợi mình nó bị mất. Mình không phải là mình vô, bây giờ mình cho mướn một căn nhà, khi mình cho mướn rồi mình giao chìa khóa cho người ta rồi, người ta đưa tiền mình rồi, mình không được quyền vô nhà mình nữa. Mình vô nhà mình, cái người mướn nhà có thể kêu cảnh sát bắt mình. Tại vì mình lúc đó mình xâm nhập vô nhà người ta bất hợp pháp. Vì dưới ánh mắt của luật pháp, khi mình ký cho người ta mướn nhà rồi, người ta là chủ căn nhà cho tới lúc cái contract nó hết đi. Chứ mình không nói, no, cái nhà này nhà của tôi có giấy tờ nè, tôi làm chủ. Không. Anh ký cho người ta mướn nhà rồi, coi như quyền lợi anh bị mất rồi. Trên giấy tờ luật pháp anh đứng nhà đúng, nhưng mà anh không được xâm nhập vào cái nhà đó nữa. Mình cho mướn phòng cũng vậy nữa. Người ta ở dơ, mình chỉ có đưa cái giấy đuổi người ta thôi, chứ không phải người ta ở dơ mình vô mình clean cái phòng người ta được, nếu người ta không cho mình vô. Mình được quyền vô căn nhà mình cho mướn, vô cái phòng mình cho mướn khi mà nó có emergency. Thí dụ như mình thấy trong nhà nó có khói ra, mình sợ cháy, mình được quyền vô nhà, vô phòng người ta. Hay là mình thấy nước chảy ra ngoài, mình được quyền vô. Chứ nếu không á, mình vô đó, cái người mướn nhà có thể sue mình. Thí dụ người ta nói, tôi bỏ 5 ngàn cho nó mất, ta có quyền sue mình. Mình không có quyền mình vô nếu người ta không cho mình vô. Thành ra trong mướn nhà nó bị cái đó. Landlord retain title and hold reversionary interest in property, đúng không? Mình vẫn làm chủ căn nhà, mặc dù trong cái thời gian mình cho mướn, mình mất cái quyền lợi mình làm chủ đi. Thấy không? Và sau cái contract, mình lấy lại cái quyền lợi của mình. Thì cái câu đó nó nghĩa là vậy. Là landlord retain title and hold reversionary interest in property. Hết mướn rồi, giờ mình làm chủ căn nhà lại, mình là free simple absolute nữa, thấy không? Mà lúc mà cái người tenant nó mướn, nó là free simple divisible, sau cái contract nó hết làm chủ rồi.
Because lease is considered personal property, even though it represents interest in real property, it may also be called general. Những cái contract lease đó, mặc dù cái lease đó, nó lease cái property là cái real property, đúng không? Nó không có move được. Nhưng mà cái giấy tờ lease đó, người ta consider nó là personal property. Tại vì cái giấy tờ lease mình move được. Thấy không? Thành ra cái đó, một cái tên khác của nó là charter real. Thành ra là khi mà mình đi thi đó, nó hỏi mình cái người mướn nhà đó, cái lease đó, cái lease contract, nó là charter real hay nó là real property. Thì cái đó là charter real. Charter real tức là một cái tiếng khác đồng nghĩa với lại cái personal property. Đúng không? Cái contract mình mướn nhà đúng, mình mướn cái real property. Nhưng mà cái contract, tại vì đó là những cái giấy tờ mình có thể cầm đi được, thì thành ra những cái giấy tờ lease đó nó gọi là personal property, hay cái tiếng khác của nó là charter real. Yeah. Leasehold estate thì nó có bốn loại. Một cái là term tenancy, thứ nhì là periodic tenancy, thứ ba là tenancy at will, thứ tư là tenancy at sufferance. Mấy cái này là nó sẽ có trong bài test, nó sẽ hỏi mình. Term tenancy tức là a leasehold estate that lasts for any fixed term, also called estate for years. One week lease is estate for year. Tức là term tenancy, khi mình nghe những cái chữ như là tenant, tenancy tức là mình biết nó nói về cái mướn nhà, mướn commercial. Thì khi mà nó nói term tenancy tức là mướn trong cái khoảng nào? 1 tháng, 2 tháng, 3 tuần, 1 năm, 2 năm, 6 tháng. Đúng không? Thì khi mình nghe cái term tức là mình biết là nó không mướn cho tới lúc mà nó chết. Nó chỉ mướn theo cái term thôi. Ngắn hạn. Nó dịch ra là ngắn hạn. Hay là dài hạn, nhưng mà dài hạn chỉ trong một cái khoảng nào đó thôi, không có dài hạn forever được. Chứ nó không có mướn, xong rồi lúc nó chết đi, rồi con nó mướn tiếp tục, rồi cháu nó mướn tiếp tục, không có dài. Thành ra nó chỉ mướn trong một cái khoảng thời gian đó thôi, thì nó gọi là term tenancy. Mà khi mà nó ký cái lease là một tuần trở lên đó, thì người ta sẽ gọi cái đó là estate for years. Thì trong bài test nếu nó hỏi mình cái người đó lease một tuần trở lên, ta ký contract tiền trở lên, thì cái đó gọi là estate for year hay estate for week, hay nó gọi là term tenancy, thì mình đó nó gọi là estate for years. Yeah, cái câu trả lời nó estate for years. Periodic tenancy tức là leasehold that is not limited to specific term, we call periodic estate. Automatically renewal, considered from rental period to rental period until terminated by landlord or tenant with proper notice, required notice period, tức là rental period. Bây giờ, tức là nó mướn ngắn hạn, nhưng mà ở trong contract đó, nó không nói là khi nó hết hạn, nó phải renew. Rồi thí dụ như nói giờ nó mướn một tuần, contract này nói ok, tôi cho người này mướn một tuần. Nhưng mà sau khi nó hết cái tuần đó đó, nó vẫn ở lại, nó vẫn trả tiền cho mình. Mình vẫn cho nó ở. Thì cái đó nó gọi là periodic tenancy. Tức là cái contract ngắn hạn mà tiếp tục cho tới chừng nào cái người chủ nhà hoặc là cái người mướn nhà cho biết là tôi không mướn nữa. Hay là cái người chủ nhà biết là tôi không cho anh mướn nữa. Yeah. Thì mình phải có cái notice. Thì cái khi mình đưa cái notice đó đó thì nó phải bằng cái rental period, tức là thí dụ mình nói nó là cái contract đầu tiên nói cho anh mướn nhà một tuần, thì cái notice mình ngưng cái contract đó cũng phải đưa cho nó trước một tuần. Mình cho nó mướn nhà một tháng, cái contract mình đưa nó cũng phải một tháng thì nó mới hiệu lực. Nếu mình cho nó mướn nhà một tháng mà mình đưa nó cái notice chỉ có một tuần, nó không quá. M-
Một năm, hai năm thì nó là theo cái luật kháng mình sớm nó và mình cho nó một tháng ở. Nhưng mà nếu mà mình làm theo cái kiểu này đó thì mình phải cho nó một tháng. Nó hơn một năm, bất cứ cái lease nào mà cho mướn trên một năm là bắt buộc mình phải cho nó trên một tháng. Một tháng. Thì cái đó ít hơn. Thường thường trên một năm thì anh phải cho nó 3 tháng. Ý là cho nó một tháng chứ không phải là 3 tháng. Cho một tháng. Oh no. Tức là cái notice. Cái notice là mình phải cho nó một tháng. Dạ. Chứ mình không nói nó là ok tuần sau là anh phải dọn ra. Không. Nó mướn trên một năm là bắt buộc phải một tháng, 30 ngày. Mình muốn đuổi nó tháng 8. Thì đầu tháng 7 thì mình phải cho nó biết 30 ngày. Mình đuổi tới tháng 9 thì đầu tháng 8. Dạ. Tenancy at will often arise when lease had expired and party are negotiating new lease, also called estate at will. No agreement exists. Tenant in possession with landlord consent. California require 30-day notice of termination. Bây giờ mình cho nó mướn một năm, một tháng, sáu tháng, một tuần. Ha? Nó hết contract rồi. Nó vẫn ở. Nhưng mà nó gọi mình, nó nói bây giờ cho nó mướn thêm tháng đi. Hay mướn cho nó mướn thêm ba tháng đi. Giờ nó đang kiếm mua nhà mà cái nhà đó nó chưa đóng escrow được. Thì lúc nó đang điều định với mình đó, cái contract nó expire rồi. Thì nó gọi là tenancy at will. Hay là cái contract nó hết rồi, nó đang điều định với mình, tại vì mình lên giá nó đang điều định mình coi mình có giữ lại cái giá cũ hay mình lên tiền, nhưng mà mình bớt cái tiền mình lên đi, nó đang điều định mình, thì lúc đó tụi nó nói là tenancy at will. Nhưng mà ở trong California đó là nó require mình phải có 30 ngày notice trước khi mình đuổi nó đi. Thí dụ như mình biết cái contract này sẽ hết hạn cuối tháng 8. Thì đầu tháng 8 hay cuối tháng 7 mình phải viết cho nó biết là cuối tháng 8 anh hết hạn rồi. Ngày đó anh phải dọn ra. Chứ nếu mà mình không viết á, thì lúc cái contract hết, tụi nó sẽ chạy qua cái tenancy at will. Nó nói anh không được đuổi tôi liền. Vì bây giờ tôi đang điều định với anh có cho tôi mướn thêm hay không. Tôi không nhớ cái contract ký là tới tháng 8 tôi hết hạn. Mà nếu anh là cái người chủ, anh phải biết, anh phải nhắc tôi. Không, thành ra mình cho mướn nhà mình cũng phải để ý cái đó. Mình phải báo, mình phải theo luật. Nhất là ở California nó rất kỹ. Mình phải báo nó trước. Dạ, bây giờ nó nói nó quên, nó nói nó mất contract rồi. Có thể nó nói giờ tôi nhớ là tôi mướn tới năm sau là ai ngờ năm này anh đuổi tôi. Dạ, chị Mo. Verbal là nó rất rất là hại trong tất cả những cái contract. Vì verbal chị đem ra tòa thì su không được. Yeah. 30 ngày notice. Thì lúc đó mình ký contract lại, mình không thể nào verbal. Tại vì khi mình verbal đó, nó ở lì nữa đó. Mình đem ra tòa su nó không được. Mình phải theo luật California nó bắt 30 ngày notice. Thấy không? Giờ thí dụ như nó nói, thí dụ như tháng này đi, đầu tháng 8 nó hết hạn contract đúng không? Mình bán nó trước 30 ngày rồi gì. Bây giờ nó gọi mới nói thôi anh đáng cho tôi ở 2 tháng đi. Mình nói ok ở đi. Đúng không? Nhưng mà mình không có đưa nó cái contract cho nó ở 2 tháng nữa đúng không? Thì sau cái 2 tháng này nó ở lì nữa đó, mình đuổi nó không được. Tại vì California nó bắt gì 30 ngày notice.
Lúc đó mình ra tòa mình nói quan tài, ô tôi nói cho nó đồng ý hai tháng. Giờ cái người ở nhà mình đó, người ta nói không, anh đồng ý cho tôi ở một năm. Giấy tờ đâu? Không có giấy tờ chứng minh, đúng không? Bất lợi cho cái người chủ. Thấy không? Thành ra bất cứ cái contract gì cũng vậy, cũng phải có trong cái giấy tờ, giấy trắng mực đen. Thì ra tòa, quan tòa nó đứng giữa, nó dựa theo những giấy tờ, chứ nó không favor được về cái tenant, mà nó cũng không favor về cái chủ nhà. Thấy không? Nó công bằng mà, nó đứng giữa. Ok, nó chứng minh những cái 30 ngày nó nợ thêm 2 tháng đó gì, nó vẫn trả tiền cho anh. Mà khi nó trả tiền cho anh á, nó trở lại này, tenancy at will. Nó hết contract rồi, anh vẫn nhận tiền cho nó, tức là anh vẫn chấp nhận cho nó ở. Đúng không? Thì khi anh chấp nhận cho nó ở rồi, thì anh thuộc theo cái luật của California, khi anh đuổi nó hết 2 tháng, anh phải cho nó 30 ngày. Tới giờ nó ở thêm được 30 ngày. Phải làm cái notice bất cả cái gì khác hết. Đúng không? Theo luật, tại vì đúng cái contract nó hết, đúng không? Nó nói nè, Ray, when lease had expired and party and negotiate new lease also called at will, no agreement exists. Không có agreement nào hết. Mình đang deal mà, đúng không? Nhưng mà vì chị deal verbally, cho nên California, luật California nó require chị muốn terminate hẳn hoàn toàn phải 30 ngày notice. Thấy chưa? Nếu nó không trả trong vòng 2 tháng nó ở lì đó đó, thì mình đi cái đường khác, là cái đường mà nó ở mà nó dịch lease. Thì mình phải trước mình serve up 3 day notice, là nó phải trả mình hết 60 ngày nó ở lì, nó không trả tiền. Sau đó mình nó không làm nữa, mình phải làm cái giấy tờ đuổi nó. Mình phải mướn sheriff serve cái paper cho nó. Sau khi sheriff serve cái paper cho nó rồi, trong vòng 2 tuần nó bắt buộc phải ra. Nếu 2 tuần đó nó không ra, mình trả tiền sheriff trở lại. Lúc đó sheriff với mình vô trong nhà hay vô trong phòng nó, mở chìa khóa ra, đem hết đồ nó ra. Đem hết đồ nó ra chưa? Mình không được dục thùng rác. Mình phải giữ đồ nó trong vòng 30 ngày. Mình phải đăng báo. Báo là cái người nào mướn nhà, cái phòng đó, ngày đó, giờ đó, tôi vẫn cần giữ của anh đây trong vòng 30 ngày, từ ngày này cho tới ngày này. Nếu anh không trở lại lấy, lúc đó tôi được toàn quyền làm bất cứ chuyện gì tôi muốn với đồ của anh. Trong contract. Cái đó là nếu mà mình làm không đúng luật. Thường thường nếu mình làm đúng luật á, trong vòng maximum là 45 ngày là nó đi ra. Vì mình làm không đúng luật, tại vì có nhiều người đó, người ta muốn xem tiền, ta lên Google download cái form này kia. Nhưng mà cái người ở lì đó, người ta nói tôi đâu bây giờ tôi nhận được cái form đó đâu. Thành ra nếu mình làm đúng luật, mình phải trả tiền cho sheriff, mình phải ra tòa, mình file cái lawsuit là thằng này nó không trả tiền. Bây giờ tôi tiến hành cái thủ tục, tôi trục xuất nó ra. Mình phải trả tiền sheriff. Sheriff là làm cho chính phủ, sheriff làm chứng cho mình luôn. Sheriff tới serve nó cái paper. Tôi có đứa em, nó ở ngay bên phía khu này nè, nó cho người đó mướn nhà. Người đó hầu người này coi như là chuyên môn người ta đi dựng. Vì cái cách của người ta tôi biết chuyên môn người ta đi dựng. Thì nó thấy người này handicap, nó tội nghiệp, nó cho mướn. Ta ở đúng một tháng, ta ký 6 tháng, ta ở đúng một tháng. Tháng tháng bắt đầu ta dựng. Người ta bắt đầu, người ta nói, ồ, tôi con cái tôi nó ở xa, giờ tôi phải đi về thăm nó, cho nên lúc tôi về tôi trả tiền. Thì thấy người ta handicap, nó tội nghiệp. Ok, tôi về đi. Người ta về lúc mà nó đi làm. Ta về lấy đồ hay ở đó. Lúc nó về cái người ta chạy đi.
đứa em nó kêu người ta, nó nói tôi đang bận giờ tôi phải đi, lát tối tôi về. Ta trốn luôn, trốn hơn 2 tuần. Cứ lúc nào tụi này đi làm cái người ta chui về nhà nấu ăn rồi này kia, mà nấu ăn xong á ta lại không rửa chén, ta bỏ đầy dơ, ăn đầy dơ để nhà, thì nó mới viết cái notice, nó dán trên cái cửa phòng, nó nói là tới ngày đó anh không ra đó thì tôi phải đuổi anh ra. Mà người này biết cái luật, tụi này nó không nghe lời Danny, nó không đi mướn luật sư, không làm theo thủ tục. Người đó cứ chơi vậy tới 3 tháng, nó kém người ta ra. Lúc đó người ta su lại nó vì tội xâm phạm vô nhà của người ta, vô phòng của người ta bất hợp pháp. Nó đền tiền cho người ta, năn nỉ người ta phải ra, nó phải trả thêm người ta tiền. Thấy không? Thành ra nếu chị làm đúng luật, 45 ngày sẽ phải đuổi ra. Không, thì tại vì thì cũng giống như đứa em nó làm không đúng luật, chứ nếu nó làm đúng luật á, nó ra tòa liền, nó ra tòa liền, nó file cái tòa liền, nó trả tiền cho sheriff, nó mới lấy, nó mới serve cho sheriff trả 50 đồng, thì sheriff sẽ cầm cái giấy tờ đó tới kiếm cái người mướn nhà. Nếu người mướn nhà trốn, sheriff sẽ dán ngay cửa của cái phòng, nếu người ta mướn phòng. Nếu mà mướn nhà, sheriff sẽ dán ngay ở cái ngay cái nhà, ngay cái cửa cho trong vòng 2 tuần. Sau 2 tuần đó, sheriff sẽ trở lại cùng với người homeowner, mở chìa khóa mở phòng ra, lấy đồ đạc hết ra, và cái homeowner phải giữ đồ đạc của cái người mướn nhà. Mày không được dùng. Mình không report, bây giờ mình gọi cảnh sát nha. Giờ thí dụ như bây giờ nó ở lì ha, mình hết contract ha, mình gọi cảnh sát nó nói tôi không làm gì được hết. Mình gọi mấy người này đột nhập vô nhà tôi, không có cái quyền của tôi. Nếu cảnh sát tới, người đó nói không, tôi mướn nhà này để cái contract đây, mình nói expire rồi, cảnh sát nó sẽ quay lại nó nói với mình, anh ra tòa anh làm thủ tục đuổi nhà, tôi không làm gì được gì. Ngoại trừ không có luật nào, không chỉ có COVID, cái năm vừa rồi COVID nó lại hơi đổi khác. Ok, normally thì không, vì người chủ nhà người ta không làm đúng luật thôi, chứ làm đúng luật maximum 45 ngày người ta sẽ bị đuổi ra. Không, thì thành ra Danny mới nói là tại vì cái người mướn nhà không biết làm đúng luật thì bị thôi. Cũng xem cái trường hợp đó, ông Mai Nhũng mướn ở trên Mission Bị Hồ, ông làm đúng luật 45 ngày tụi kia rửa ra, sheriff tới dán cái tờ giấy notice, cái người đó cũng trốn xong, nhưng mà cái 2 tuần sau sheriff tới, ông Mai Nhũng đi chung với sheriff, mở cửa ra lấy đồ ra, ông phải trả tiền đăng báo là cái đồ tôi đang giữ đây trở lại trong vòng 30 ngày không tiêu dùng. Nhưng mà dĩ nhiên mấy cái đồ người ta để lại toàn mấy đồ dơ dáy không à. Nhưng mà cái khó của người mướn nhà như nè, mình dùng không được. Đồ người ta dơ dáy mình dùng cũng được, hay đồ người ta đồ chân mình cũng dùng không được. Phải trả tiền đăng báo giữ 30 ngày, cái đó cái luật nó bắt buộc mình. Mình mà dục đi đó, nó trở lại, nó đòi đó, nó thấy đồ nó giá trị 500 ngàn, 1 triệu đồng mình phải trả tiền. Mặc dù mình có chụp hình đồ đang sống mà anh chịu đâu, nó trong đó có những cái đồ quý của tôi anh không biết. Ví dụ như mình thấy cái áo rách rưới đi, nhưng mà trong mấy cái cản này tôi để tiền thì sao anh biết được, giờ ai chứng minh được, đúng không? Thành ra nếu mình làm đúng luật lẹ lắm, mình không làm đúng luật tốn rất nhiều ha. Thì cái đó là cái rắc rối đó. Trả tiền khác, dĩ nhiên là chủ nhà sẽ lậu thuế, không có khai thuế, không income. Cho nên giờ cô này bị kẹt, chủ nhà bây giờ bị kẹt, tại vì chủ nhà mà ép cái người trả khác
mạng nhé, nó sẽ khai thuế, nó sẽ report lên IRS. Tôi mướn nhà này, ví dụ như mỗi tháng tôi trả 500 đi, tôi trả tiền mặt hết. Hay bây giờ ví dụ nó trả 500 mà nó tôi trả 2.000. Bây giờ mình á bị kẹt với sở thuế là mình khai gian thuế. Thì tại vì mình là người ăn gian thuế, chính phủ đó nó tin cái người báo cáo, nó điều tra cho chứ, nó sẽ điều tra. Giờ thí dụ như cái nhà nha, trong cái khu này thường á cho mướn 2.000 nha, mà giờ mình nói ồ giờ trả khác thì tôi trả 2.000 thôi, đúng không? Khác anh cũng được lợi, tôi cũng được lợi, tôi trốn thuế, đúng không? Bây giờ cái người chủ nhà là cái người bị big problem, vì sở thuế nó sẽ nhào vô bị phạt, có thể có chen ở tù. Yeah. Không thì cái đó thì mình muốn nói gì nói nha. Chính phủ nó chỉ dựa theo luật. Anh giật thuế thì giờ tôi phạt cái này thì cái đó là về luật pháp. Thì Danny không muốn đụng chạm tới luật pháp vì mình không phải là cái người cầm quyền ha. Dạ, thì giờ nếu mà cái người cho mướn nhà bằng cash, người ta trả, giờ người ta bắt buộc phải theo cái luật của California 30 ngày notice. Dạ. Thì cô chủ nhà phải mướn luật sư làm theo thủ tục 45 ngày người ta sẽ đuổi ra. Dạ, thì tính ta mướn nhà mới. Mướn luật sư theo luật sư nó biết phải kêu sheriff tới. Chị bây giờ chị cứ giao luật sư, trả tiền luật sư biết nha. Nha. Với lại lên cái lesson là sao đừng lấy khác. Đừng trốn thuế là không sợ gì. Yeah. Rồi. Ok, cái kế tiếp là tenancy and sufferance. Mình nghe cái tiếng sufferance là mình biết rồi, là chủ nhà bị lỗ. Not true estate. Tenant does not have leasehold estate interest. Tenant keep possession after validly expired without landlord consent. Commonly called holdover tenancy. Huh? Thì khi mình nghe cái tiếng tenancy and sufferance, đó là mình biết chủ nhà bị lỗi, chủ nhà bị thiệt, là tenant nó ở mà bây giờ bắt đầu nó giật của mình, thấy không? Hết contract rồi nhưng mà nó vẫn ở lì. Tenant keep possession after valid lease expire, tức là nó ở lì without landlord consent. Landlord muốn đuổi nó mà chưa đuổi được thì giờ mình phải theo luật, thì cái đó gọi là tenancy and sufferance. Yeah. And nó còn gọi là holdover tenancy. Thì nếu mình làm bài test, mình thấy cái chữ holdover, tức là mình biết nó xem nghĩa với lại tenancy and sufferance. Rồi, những cái summary của những cái lease đó, là leasehold estate nè, term tenancy, periodic tenancy, tenancy at will với lại tenancy and sufferance. Anh chị có câu hỏi nào không? Và những cái lease mình hết. Rồi. Giờ mình take break tới 12 giờ. 2 giờ tiếp ha. Rồi.
Mở rồi. Concurrent ownership, the ownership by two or more person at the same time. In California, there are three types of concurrent ownership. Cái gọi là tenancy in common. Cái nữa là joint tenancy. Cái thứ ba là community property. Mà mình nhớ mai mốt, mặc dù mình có license về bán nhà, cái luật nó không cho phép agent khuyên những cái người mua nhà nên đứng chủ quyền ra làm sao. Tại vì như vậy, thí dụ như bây giờ mình khuyên, bây giờ mình dẫn cặp vợ chồng đi mua nhà, mình khuyên người ta đứng cái title tenancy in common. Mai mốt đây người ta ly dị, ra luật sư. Luật sư nói nếu mà anh chị đứng cái joint tenancy đó thì nó tiện hơn, anh chị sẽ thắng cái lawsuit này. Bây giờ vì đứng tên ở joint tenancy đó cho nên bây giờ cái lawsuit nó khó thắng, có thể thua. Lúc đó người ta trở lại người ta sue mình. Là nói lúc tôi mua nhà tôi đâu biết gì về luật nên tôi mới nhờ broker, tôi mới nhờ anh có bằng bán nhà. Anh biết tại sao anh xúi tôi đi cái title là tenancy in common. Thấy không? Hả? Thì lúc mình mua nhà, lúc mình ký contract thì người ta sẽ, lúc người ta đứng tên thì người ta sẽ viết cái nốt hay bất cứ cái gì. Cái đó là, bây giờ chị lại nói chuyện về cái lawsuit ha, thì cái đó khác. Nhưng mà chính phủ để mà nó tránh trường hợp để mai mốt bị những cái lawsuit như chị nói đó, lúc đó hai bên cãi lộn nhau đó, đúng không? Giờ chính phủ tránh cái đó, chính phủ mới khuyên mình nếu mình có bằng mình dẫn người đi mua nhà, mình đừng nên nói với cái người khách của mình đứng tên ra làm sao. Cái đó giữa người ta với escrow, với cái người luật sư mà nếu người ta mua nhà invest. Mình nhiệm vụ mình chỉ có dẫn người ta đi kiếm nhà, mình bán cho người ta hay mình list nhà người ta bán dùm. Hả? Chính phủ không cho phép mình giúp người ta, khuyên người ta nên đứng nhà ra làm sao. Mình giải thích ba cái khác nhau để tự khách hàng nó chọn. Cái đó là chính phủ muốn mình làm như vậy. Nếu mình khuyên người ta lay down mình bị sue, thì cái đó lúc đó giữa quan tòa với lại quan tòa nó nghe bên nào hợp lý thì nó xử bên đó thắng. À, thì khi bây giờ thí dụ đi, mai mốt 10 năm sau nó đem chị ra nó sue, cái chuyện đầu tiên mình thấy đó, thay vì cái thời gian đó chị dẫn khách đi bán nhà chị có tiền, chị mất thời giờ chị đi ra tòa. Cái đó là cái mình không muốn rồi, đúng không? Chưa tính là ai thắng ai thua. Thì tại sao bây giờ mình biết luật rồi, tại sao mình đi mình khuyên người ta làm gì? Đúng không? Mình khuyên khách, mình giải thích cái khác nhau giữa ba cái title. Khách muốn chọn gì chọn, nói xin lỗi tôi chỉ giải thích vậy thôi, tôi không có làm được. Vì luật cho chứ phép vậy. Thấy không? Mình lanh chanh, mình đi nói ô thôi đi cái đường này đi. Mai mốt người ta bị xu mình. Tự nhiên mình thấy cái trước tiên nè, thay vì thời giờ đó mình đi vacation, thời giờ đó mình dẫn khách đi, mình làm tiền thêm, mình phải đi ra tòa, mình mất hết tất cả. Giờ chỉ muốn cái nào? Thấy không? Còn cái chuyện mai mốt ai chứng minh ai đúng hay ra, cái chuyện đó về sau quan tòa nó xử cho mình. Nhưng mà mình thấy trước cái lợi nó không có được thì tại sao mình lại làm? Đó ha? Dạ. Thì Joint, dạ. Dạ, dạ, concurrent, dạ. Nhưng mà ở trong, thì ở trong California nó có ba cái. Thì tức là dưới ánh mắt của luật pháp á, khi mà hai người đứng tên với nhau đó, thì đó là concurrent ownership. Ha? Nhưng mà ở trong cái concurrent ownership á, cái title của đứng tên nhà đó, thì nó có ba loại. Một cái là tenancy in common, cái là joint tenancy, và cái thứ ba là community property. Ha? Dạ. Thì bây giờ học sau vô trong cái tenancy in common, tức là most basic form of concurrent ownership, is default form if arrangement doesn't fit into one of other category, did not specify another type. Tức là bây giờ mình mua nhà, lúc mà escrow nó đóng escrow đó, người ta hỏi mình bây giờ hai anh chị muốn đứng tên cái title dành sao,
mình nói giờ tôi không biết. Thì escrow nó sẽ nói vậy thì bây giờ tôi sẽ chọn là cái tenancy in common, tại cái đó là cái coi như đa số hai người mua nhà người ta sẽ đi kiểu đó. À, thì lúc đó escrow nó chọn, nó cũng viết cái nốt riêng cho nó để đề phòng mai mốt nó bị su, là cái người client người ta mua nhà người ta chưa biết đứng tên gì hết, bây giờ người ta muốn đứng dưới cái dạng tenancy in common. À, cái đó là một dạng, right. Nhưng mà bây giờ thí dụ mình mua nhà ngay lúc mình đóng escrow mình đứng dưới dạng tenancy in common, nhưng mà sau đó mình muốn đổi lại dễ lắm, mình lên trên Orange County, mình lên online cũng được, mình tới đó mình apply cũng được, điền cái form tôi muốn đổi từ tenancy in common qua dạng joint tenancy hay qua dạng community property, rất là dễ. À, yeah. Thì nếu mà đó thì như Danny nói, nếu mà lúc mình đóng escrow mà mình không có chọn gì hết thì thường thường escrow nó nói về đi cái dạng tenancy in common. Tenancy in common á, nó have undivided interest in property as a whole. This is called unity of possession. Interest doesn't have to be equal. No matter how small tenant interest, he may share possession of entire property. Tức là nói gì dưới cái dạng này đó, bây giờ hai người mua nhà, vợ chồng hay là hai người bạn bè hay bồ bịch, hai người đồng ý mua căn nhà đó, một trong hai người có thể không bỏ tiền ra đao, có thể bỏ chỉ có một đồng thôi, trong khi cái ông chồng hay là bà vợ bỏ ra 99 đồng. Nhưng mà khi đứng cái tên tenancy in common, cái người bỏ ít tiền người ta cũng được quyền xài sử dụng nguyên cái nhà. Khi bán nhà ra thì người ta cũng được nửa cái căn nhà, chứ không phải vì người ta bỏ một đồng ra mà mốt bán nhà chỉ chia theo cái phần trăm của cái người đó. Thấy không? Thành ra bây giờ khi mình đọc cái này rồi đó, mình mới biết bây giờ mình xúi cái người đó đứng tên tenancy in common, cái người đó không bỏ đồng nào hay chỉ bỏ ít tiền thôi. Mai mốt luật sư đó nó nói thấy chưa, cái người đó xúi anh, bây giờ đó anh phải chia phân nửa tiền cho bà vợ. Thấy không? Thành ra chính phủ nó biết trước những cái đó, nói đừng bao giờ kêu người ta đứng tên dạng gì hết, vì mình đâu biết được tương lai của người ta. Cho nên cứ giải thích ra, tenancy in common nó được lợi này, cho nó được lợi này, community được lợi này, mấy anh chị chọn. Thấy không? Thành ra chính phủ nó biết trước, nó nói mình đừng bao giờ xúi người ta đứng cái dạng nào. Thì đứng cái dạng tenancy in common đó, mình thấy không? Nó lợi tất cả mọi người khi ở trong cái tenancy in common được quyền sử dụng hoàn toàn cái nhà. Mình không nói là vì tôi đang có một đồng, cho nên tôi ở dưới garage. Anh trả 99 đồng, anh được hết ba cái phòng ngủ đó. Không. Tôi muốn ở bất cứ phòng nào cũng được. Tôi muốn làm gì với cái nhà cũng được. Tôi muốn trồng cây cũng được. Chứ không phải vì tôi đau có một đồng, cho nên tôi không được làm gì hết. À. Được. Mình có quyền... hai vợ chồng mình có quyền mua nhà đứng một mình. Lúc mà ra escrow đó, nó bắt cái người phối ngẫu đó phải ký cái giấy quick claim deed nha, chứ không phải là mình marry là mình phải mua nhà bất cứ gì, mình phải đứng tên hai người mua nhà, mình phải bắt cái escrow nó bắt cái người phối ngẫu đó phải ký cái quick claim deed nha. Sau đó mình đổi ý thì cứ cộng vô thôi. Khi mà nó có quick claim deed rồi, tức là một mình toàn quyền. Đúng, tại vì mình đã quick claim deed rồi. Hả? Dạ. Nhưng mà cái đó là chuyện về sau nữa. Tại vì có trường hợp nữa nó cũng quick claim deed, nhưng mà về sau người ta cũng phải trả tiền thôi. Đó tùy theo các luật. Đó, dạ, thì thành ra Dan mới nói đó chuyện về sau su thì kia đó, luật sư nó kiếm kẻ hở, nó nhét mình vô làm. Nhưng mà khi mình quick claim deed dưới ánh mắt của luật pháp là mình không có quyền lợi gì vô trong cái nhà. À, dạ. Thì dạ, thì theo cái định nghĩa của nó thì nó lợi nếu mà bán nhà chia nhà. Dạ. Tại vì
người ta trả tiền ít nhưng mà cái quyền sử dụng người ta xem với cái người trả tiền nhiều ha. Dạ thì nếu mà cái người mua nhà hỏi, escrow nó cũng giải thích như là chính phủ muốn cái người agent giải thích. Nó chỉ giải thích thôi, chứ nó cũng không có được quyền nó nói, nó recommend nên đi cái hướng nào. Mà nếu mà lúc đó hai người mua nhà cũng không biết, nói giờ tôi không biết gì hết, thì nó sẽ nói vậy thì đi theo cái này, vì cái này là cái most basic, bao nhiêu người đi, nhiều người đi hơn cái này. Sau đó về muốn đổi ý thì cứ việc ra ngoài Orange County Recording Office đổi lại. Yeah. Tại vì nó bắt buộc nó phải đóng escrow. Yeah. Bắt buộc nó phải đóng escrow để nó phải chuyển nhượng nhà chứ. Chứ đâu có để mình ngồi suy nghĩ hoài được. Ha? Yeah. Hennan in... Yeah. Bình thường học về real estate đó, mình không có dịch tiếng Việt được. Thì mình cứ nói là cái quyền sở hữu công bằng đi, ngang nhau đi, nha. Nha. Thì mình cứ nghĩ là cái quyền sở hữu nó giống nhau, không có ai trên ai hết. Ha? Rồi. Tenant in common may will interest to someone other than remaining tenant in common. Okay. Thì khi mà hai cái người mà đứng về cái tenant in common á, người ta có quyền người ta viết will cho cái người khác hơn là cái người còn ở lại. Thấy chưa? Giờ thí dụ hai vợ chồng lấy nhau, một trong hai người có bồ bịch riêng. À, người ta có thể viết cái will riêng với without cái người kia biết, là người ta để cho bồ người ta, ta để cho con riêng người ta. Thấy không? Thành ra bây giờ mình đọc những cái lợi của những cái tenant in common, những cái hại tenant in common, mình mới biết lại tại sao chính phủ nó nói mình đừng có recommend ai hết. Thấy không? Thành ra cái này là những cái lợi và cái hại. Tại vì cái nhìn đó mình thấy cái hại là vậy. Thí dụ như mình lấy vợ của vợ mình chia điên, hay mình lấy chồng, ông chồng chia điên, ông chồng để cái will cho người khác. Lúc bà vợ chết đi, ông chồng tưởng là hưởng hết nguyên căn nhà, mà thật ra người khác, đứa con ở đâu nó lòi ra, nói tôi ôn hết căn nhà. Hay ngược lại, người chồng cũng vậy. Người chồng bắt bà vợ, ủa sao cái anh chàng nào đẹp trai tới đòi nhà, thấy không, nói út đó. Ủa nhưng mà phải chạy ra tà đổi lại. À, quick lên. Ờ, vậy thì bây giờ không, vậy thì giờ thứ hai anh phải ra anh đổi lại. À, dạ. Anh ta. Mình giải thích cho người ta thôi. Nếu người ta hỏi, người ta không hỏi, mình im. Đừng nói. Mình càng, tức là mình làm đúng luật thôi. Người ta muốn mua nhà, mình dẫn người ta đi mua nhà người ta ý muốn với cái giá tốt nhất cho người ta. That's it. Đừng nói thêm, đừng nói bớt. Mình làm đủ công việc rồi. Mình nói thêm, ta hỏi thêm. Bây giờ cho tôi ý kiến đi, giờ đi cái nào, giờ trường hợp tôi vậy, tôi với vợ chồng tôi lục đục dài, nhưng mà tụi tôi mới make up lại nhau, giờ chắc đi này sướng hơn. Maybe lúc đó người ta mới in love lại, sao biết được. Ôi, đi thế nên come on được. Cái hai ngày sau người ta cãi lộn. Người ta đổ thừa mình, người ta đâu đổ thừa người ta đâu. Thấy không? Nó mới qua hai người đang in love lại nhau, giờ anh xúi tôi đi thế nên come on, giờ hai người cãi lộn, giờ anh muốn tôi đi đường nào? Thì mất công vậy. Giải thích cho người ta, nó muốn đi đường nào ta đi. Tenancy in common may be terminated by a partition suit. Court will either divide property into separate parcel or order sale of property with proceeds to be divided among co-tenants. Thì khi mà hai người đứng tên nhà mà cãi lộn nhau ly dị, thì tòa nó có thể hỏi hai người giờ muốn sao, vẫn muốn ở chung căn nhà đó,
thì nó chia ra người nào ở đằng trước, người nào ở đằng sau. Hay là nhà hai tầng, người nào ở bên trên, người nào ở bên dưới. À, hay là hai người không muốn ở nhà, muốn bán nhà, thì nó ok bán xong chia đôi. Tại vì thế nên nó common, tức là hai người 50-50. Không người nào ít, không người nào nhiều hết. Dạ. Yeah. Thay đô, nhưng mà lúc đó ra xu đó thì luật sư nó có thể cho cái người chỉ có trả tiền á được phân nửa. Dạ. Yeah. À, thì đó lại một cái chuyện riêng nữa. Thì đó phải mướn luật sư giỏi. Tại vì cái người mà chỉ có trả tiền á chắc chắn là đã ký cái giấy quyết lên đi. Nhưng mà nếu mà hai người chỉ có ở nhau thôi, không có giấy tờ Mary đó, thì ở dưới ánh mắt luật pháp với dưới escrow đó, nó chỉ biết cái người mua nhà đó là cái người làm chủ thôi. Tại vì không có giấy tờ. Tại vì có Mary đó, thì khi trong cái form điền á, thì nó cũng hỏi mình Mary or single or divorce hay bất cứ cái gì. Dạ, yeah, ha. Thì lúc đó lại nhờ luật sư giúp ấy là, dạ, yeah, ha. Nhưng mà mình đang nói chuyện về lập pháp. Dạ, yeah, lập pháp thì nó dựa theo những cái đúng với nhau. Dạ, yeah. Ok. Kế tiếp là joint tenancy. Joint tenancy là two or more person are joint and equal owner of property. Không? Thì cái khác biệt mình thấy ngay đây đó, joint tenancy đó, mình bỏ tiền ít, cái của mình sẽ được ít. Tại tất cả này nó equal hết nhau. 100.000 đồng đao, hai người đứng tên thì mỗi người 50.000, bốn người đứng tên mỗi người 20.000 hay 50.000 vậy thôi, mình cứ chia ra. À. Không, ok, bây giờ nói về theo cái joint tenancy, cái luật là tất cả equal, không có người nào trả ít, không người nào trả. Joint tenant in common á, tenant in common á, thì ai muốn trả nhiều trả, ai muốn trả ít thì trả. Joint tenant cái luật là tất cả phải equal, chia đều hết. Không cần, không có số 1, số 2, không có số 3, số 4. Bốn người đứng chia đều hết bốn người. Hai người đứng chia đều hai người. 1.000 người đứng chia đều hết 1.000. Không, nó nói thẳng đây nè. Tất cả là equal, joint and equal owner of property. Tất cả là bằng nhau hết. Dạ. Yeah. Không, thì cái đó Danny không biết, nhưng mà mình chỉ học theo luật thôi, đúng không? Tại nhiều khi mấy người đó không học theo luật, ta không biết. Hay nhiều khi người ta nghe đồ, ta không biết. Không, thì thành ra mới nói là bây giờ chị hỏi người ta có học không? Có bằng không? Ta không có bằng, ta không học, thì dĩ nhiên ta nói thôi. Đúng không? Ta nghe tai bay tai, miệng bay miệng, nói không được. Mà dựa theo mình cái luật, mình không thể nào mình ra tòa mình nói là ồ, tôi nghe người này nói vậy. Ok, muốn nghe nghe, nhưng mà cái luật tôi đặt vậy vậy. Đúng không? Đó cũng giống như bây giờ có người nói mình ơ cái việc run đèn đỏ thì không sao đâu. Mình run đèn đỏ cảnh sát cho ticket thì sao? Ô tại vì người đó nói mình run đèn đỏ. Cảnh sát đâu biết đâu. Đúng không? Cảnh sát chỉ nói là cái luật anh run đèn đỏ tôi cho ticket thì ticket. Hả? À? Quick claim đi. Dạ. Ok, rồi, thay về cái joint tenancy.
Okay, joint tenancy tiếp nha. Requirement for joint tenancy nè. Unity of interest, unity of title, unity of time, unity of possession. Cái unity ở đây nó muốn nói là tất cả mọi người đều có chung quyền lợi với nhau. Unity gom lại, chung lại. Ha? Quyền lợi chung, title chung, cái time mà người ta ở cùng chung, possession cũng chung hết. Ha? Yeah. Y chang nhau, tất cả mọi người phải equal hết. Thì lúc đó lại ra tòa xin đuổi người đó đi. Ba cái người còn lại đó mua lại cái phần của người đó. Dạ. Thì nó giống như là đi mướn nhà vậy thôi. Khi mà không trả tiền thì mình lại tìm xuất thôi. À, dạ. Right of survivorship is key feature in joint tenancy. When joint tenant die, her interest automatically passed to surviving joint tenant. It's not part of her estate and cannot be will. Thấy không? Khi mà đứng joint tenancy đó, cái lợi của những cái người đứng đó đó, thí dụ bốn người đứng, một người chết, tự động cái gia tài của người đó chạy vô ba người còn lại. Thấy không? Nó khác với lại cái tenancy in common. Thấy chưa? Thành ra làm sao mà mình biết được, làm sao mà mình khuyên khách mình đứng cái dạng nào tốt. Thấy không? Mới đây là mình đã thấy rõ ràng hai cái khác nhau rồi. Tenant in common, mỗi người được để cái gia tài cho người khác. Joint tenancy không được để. Khi mà một người chết, tự động gia tài để lại cho những người còn lại. Thấy không? Chưa gì mình thấy hai cái khác nhau. Làm sao mình biết được, làm sao mình chắc chắn được để mình recommend khách hàng của mình đi đường nào lợi? Không được. Làm sao mình biết được ô cặp này nó in love, nó lúc nào nó đi hand by hand cho nên đi lên in common nó sướng hơn? Nó hand by hand chứ quay mặt mình đi cái nó mỗi người mình đi ngã sao? Không biết được. Thấy không? Dạ. Thành ra cái lợi của cái right of survivorship là cái đó. Thành ra nó nói gì? Key future of joint tenancy là khi mà một người chết đó, là cái gia tài của người đó để lại tự động những cái người còn ở lại được hưởng. Joint tenancy can be terminated by parties suit same thing. Bất cứ những cái contract nào khi mà mình muốn bỏ thì mình phải đem ra tòa mình sue. Also terminate if any of four unity is destroyed. Example, if joint tenant transfer her interest to another, new owner is not joint tenant. Okay. Bây giờ bốn người đang ở, một người đó biết luật hay là không biết luật, nhưng mà người ta để cái will cho người khác, thì coi như cái title nó hủy bỏ, nó không còn là joint tenancy nữa. Và cái will của cái người để đó, cái người để được cái will đó cũng không có hiệu lực. Tại vì khi chính phủ nó trace back lại cái này là joint tenancy, cho nên cái người mà để cái will đó không có đúng. Không, cái luật này nó đâu cho đâu. Nó đã nói gì? Nó đã nói là đây là cái phần trước mình mới học nha. Khi mà một người chết nha, thì tất cả cái chết đó là phải chạy vô đây nè. Part of her estate cannot be will. Will. Đúng không? Thì nó không thể nào nó được. Nha. Ừ. Đó. Thành ra khi một người chết, một người mất hay một người còn sống vẫn không để được gia tài cho người khác được. Coi như khi mua choi rồi là coi như cái quyền lợi của trong nhà đó tất cả mọi người đều bằng nhau. Không người nào được làm quyền gian dối đằng sau lưng của người khác hết. Dạ. Không, không, con ruột con gì không có một cái gì hết, không được cái gì hết. Bốn người, một người chết, ba người kia, hai người chết, hai người còn lại hưởng, một ba người chết, cái người cuối cùng hưởng. Dạ. Thì nếu mà mình muốn hưởng nguyên cái nhà, mình đi cái dạng cho Nancy rồi mình poison người ta. Just kidding. Just kidding. Okay. Yeah. Yeah. Tất cả mọi người
khi join là tất cả mọi người equal hết nhau. Thì mình trả tiền á, thì lúc đó mình lại viết một cái giấy khác. Thì ra đó nên nhờ luật sư nó làm cái khác nữa. Còn không mình nhờ luật sư nó có mấy cái bánh nó làm được. Nhưng mà giờ mình muốn mua, tức là giờ mình muốn mua, bây giờ mình muốn cua nào đó nói em đi chúng anh em mua nhà cho em ở. Đúng không? Nhưng mà cổ nói không, giờ em muốn đứng cái dạng cho tenancy. Thì mình vẫn trả tiền, nhưng mà ở bên trong giấy tờ này kia đó nhờ luật sư nó làm. Nhưng mà khi mình bán nhà mình nên nhớ cô này là có toàn quyền half của cái đó. Mình chết là cô này hưởng nguyên cái nhà. Yes, mình muốn trả tiền cái phần của cô đó không được, không ai bắt mình hết. Nhưng mà nó dựa theo cái thái độ là anh chàng này không có will cho bất cứ ai hết. Cái nhà đó coi như chỉ có hai người thôi. Thấy không? Còn nói chung phải chia hết thôi. Thì tùy cái thái độ lúc mình đứng làm sao. Vì con cái nó dưới 18 á, cái luật Mỹ dưới 18 không được đứng thêm một cái gì hết. Phải theo ra. Okay, thì bây giờ cái dạng thứ ba là community property. Community property is property owned jointly and equally by both spouse. System used in California and 8 other states. Thì cái community property này thì nó cũng được joint và equal by both spouse hết. Community property state that everything owned by married couple that isn't separate property is of one spouse is community property for both spouse. Each spouse has an undivided half interest in community property. Thì bất cứ cái dạng mua nhà nào mà đứng dưới community property đó, ngoại trừ cái người phối ngẫu, người ta ký cái quick claim deed, thì tất cả đều là property, community property hết. Mà cái vụ này xảy ra ở California nhiều lắm. Có nhiều người người ta ôn nhà, ông chồng ông đi mua riêng, ông không biết, ông mua riêng trước khi ông lấy bà vợ. Khi lấy bà vợ rồi đó, ông vẫn trả tiền, nhưng mà đằng này đó ông lại lấy cái tiền trong cái account chung ông trả. Khi bán nhà ra rồi đó, chính phủ nó nói không, cái này là community property, cho nên ông chồng phải trả, phải chia cái tiền bán nhà cho bà vợ. Ông chồng nói no, tôi uống cái nhà này trước khi tôi lấy bà vợ, đúng. Nhưng mà khi anh mua nhà đó, anh không có bắt bà ký cái quick claim deed, cái đó thứ nhất. Thứ nhì nữa, anh xài cái tiền chung để trả, là tự động cái property đó thành community property. Nè, dạ. Thì cái vụ này ở California là hầu như là xảy ra hoài. Mua nhà ở California, nếu mà mình không bắt cái người phối ngẫu ký cái quick claim deed, tự động cái đó nó nhào vô cái community property. Khi bán nhà hay ly dị này kia là half and half. Quick là quit là Q-U-I-T, claim C-L-A-I-M, deed là D-E-E-D. Cái deed, yeah. Separate property, property owned by owned before marriage, give or inheritance acquired during marriage, anything purchased with separate property fund. Không, cái này là cái quan trọng. Mình marry nhưng mà mình xài tiền riêng của mình, mình trả tiền, thì cái đó dưới ánh mắt của chính phủ mình own cái đó separately, mặc dù mình không bắt bà vợ hay ông chồng ký cái quick claim deed, nhưng mà mình chứng minh được là cái tiền tôi trả hàng tháng, tiền tôi down nhà, tiền riêng của tôi, thì cái đó mình vẫn được own riêng của mình. Nhưng mà dù bây giờ thí dụ mình trả 29 năm rồi, năm cuối cùng còn một tháng của cái năm 30, mình dính cái tiền chung vô, mình mất hết trơn luôn. Tại vì lúc đó luật sư nó sẽ mánh môn, nó sẽ nói cái người này nhiều khi ăn cắp tiền riêng từ ở bên chung, trong cái account chung nó trả riêng, tôi đâu biết được. Tới cuối cùng thấy không, rõ ràng người ta lỡ người ta đem ra, khó biết lắm. Thành ra nếu mình lỡ trả riêng rồi thì ráng trả riêng cho tới lúc cuối cùng. Profit or proceed from separate property. Bây giờ người ta bán nhà, người ta trước khi lấy mình,
thì người ta có ôn mấy căn nhà, trong lúc lấy miệng rồi người ta bán nhà thì tất cả những cái đó người ta cũng tính riêng hết. Giờ người ta lấy chồng lấy vợ rồi nhưng mà người ta được gia tài của bà già người ta để lại thì cái đó cũng là separate. Summary của những cái mà mình mua nhà mình đứng tên làm sao là ownership in sobriety, tức là một người đứng tên, còn current ownership là hai hay là nhiều người đứng tên, tenancy in common, joint tenancy với lại community property. Rồi anh chị có người nào hỏi gì không? Dạ. 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 Thì đó thì cái dễ nhất cho anh đó. Ok. Cái đó là tùy cái trường hợp bây giờ anh muốn đứng thì sao? Anh muốn đứng tenant in common á thì cái người bạn của anh á được để cái will cho người ta riêng. Anh muốn take a chance á, anh đứng tenant in common là nếu anh chết hay bạn anh chết, cái người còn lại hưởng gia tài, thì đó tùy trường hợp anh muốn sao. Mua để invest chứ gì? Thì nếu mua để invest đó thì anh làm cái anh làm cái tenant in common. Tại vì hai người đều có quyền sở hữu với nhau. Chứ tenant, bây giờ thí dụ như anh đứng, thí dụ thôi, anh đứng cho tenancy. Xui xẻo người anh bị mất, bạn anh hưởng hết, con cái không được hưởng hết, vợ không được hưởng hết. Anh lucky người bạn anh bị thì anh là người được hưởng. Thành ra nếu đây này là anh, đây này sẽ đi này, nhưng ngược lại đây này không recommend anh đứng nào được hết. Thành ra mới nói tùy trường hợp của anh. Hả? Thì mình suy nghĩ cái nào lợi, dạ anh biết cái luật nó rồi, nghĩ cái nào lợi. Đúng không? Nếu hai người mua để bán thì cái common nó tiện hơn. Đúng không? Tại mình đâu biết được ngày mai. Có thể ngày mai mình bị liệt, có thể mai bị bất cứ cái gì. Không, mình mới ký giấy tờ joint tenancy đây, cái mình về nhà mình bị liệt, mình nói không được. Thế là người kia hưởng hết. Thấy không? Thí dụ vậy đó. Thì anh coi cái luật của mỗi cái thai đô. Cái nào lợi đi. Nhưng nếu Danny là anh, Danny sẽ đứng trong cái thanh niên common. 50-50. Dạ. Ok, tức là chị ôn căn nhà trước khi lấy gia đình, đúng không? As cái nhà chị mua trước thì trả tiền riêng, đừng xài cái account chung, chị vẫn ôn căn nhà đó khi chị bán. Mình mới học cái separate property. As long as mình trả cái tiền riêng của mình. Bây giờ thí dụ hai vợ chồng lấy nhau, ha, mỗi người own một cái property khác nhau, nha. Mỗi tháng mình nói giờ anh lấy 5 đồng, em lấy 5 đồng, muốn xài gì xài, ha. Mình lấy cái 5 đồng riêng đó đó, nha. Mình trả cái property riêng của mình, bà lấy cái 5 đồng riêng của bà đó, bà trả cái property riêng của bà. Thì khi ly dị nha, những cái nhà mà mình ôn trước, những nhà mình xài cái tiền riêng của mình, nó vẫn thuộc mình. Same thing, as long as cái tiền riêng của mình, nó nói hồi nãy là cái separate property này, nó nói cái gì? Nó nói là khi mà chị, ok, yeah, separate property này nó bị hư rồi. Nó nói là okay, anything purchased with separate property fund,
Thấy chưa? Khi mà chị xài tiền riêng thì tất cả những gì riêng nó là riêng. Even money doesn't matter. As long as chị xài cái tiền riêng, nó đã nói rồi, separate fund. Đừng xài joint fund. Xài joint. Đúng. Hả? Đúng. Bây giờ hai vợ chồng lấy nhau. Đúng không? Hai vợ chồng nói với nhau. Bây giờ mỗi tháng mỗi người lấy ra 5 đồng xài. Muốn xài là cái gì xài? Đúng không? Thì mặc dù mình lấy trong cái tiền joint fund account, đúng không? Nhưng mà cái tiền này mình xài cái chuyện riêng của mình. Với sự đồng ý của vợ của mình, vợ mình cũng lấy bằng số này tiền ra. Đúng không? Thì cuối cùng đó mình chứng minh được là hai người đồng ý mỗi người lấy 5 đồng trong cái account chung ra. Muốn làm gì làm, chuyện riêng nhau. Muốn cho bồ, cho gì đó, cho chuyện đó của mỗi người đó. Đúng không? Thì nó ok. Anh đã mới nói là cái khó là ở đây. Nếu hai người có chung một account, right? Thì mình, nếu mình sợ về sau đó, để rắc rối đó, thì mình viết lên một cái contract riêng với vợ mình. Mỗi người mỗi tháng lấy được 5 đồng, 500, ngàn, triệu đồng gì đó trong hai account, muốn xài chuyện riêng những gì thì mới mốt mình không gì hết. Nhưng mà nếu mà chính phủ nó thấy mình ký trả tiền nhà riêng của mình từ cái checking chung á, tức là nó consider đó nó là chung mặt khác. Trước khi đó người nhận nhà còn căn nhà như cứ đã xong khi xong lấy nhau chọn mà là cái thằng em kia chung trả tiền nhà hàng tháng của cái tiền của vợ này trả tiền nhà của thì khi mà ra khi sau này mà ly dị thì cái tiền chồng này có thể nào mà nó tiền của tôi như vậy thì vợ chồng bây giờ là tiền chung. Không, thì thành ra đây mới nói rồi, tất cả cái gì chị xài cái separate fund nha, chị phải chứng minh được khi ra tòa đó, luật sư chị phải chứng minh được là cái tiền separate fund. As long as cái tiền nhà đó nhận cái tiền trả từ cái chung, cái checking account hay saving account, bất cái gì chung là cái nhà đã trở thành chung. Alright. Bây giờ ảnh mỗi tháng này ăn cắp tiền ở trong nhà băng của chung hai người nha. Ảnh mở riêng cái account của ảnh, đúng không? Ảnh lấy cái tiền đó, tiền riêng account ảnh trả cái tiền nhà ảnh, thì lúc cuối cùng á chính phủ consider đó là separate account, cái đó là riêng. Đúng không? Đấy chứ, tại vì nó nhìn chứ, tại vì mình trả tiền nhà, mình đâu có tới nhà băng mình đây, tiền mặt đây tôi trả cho anh đây. Đúng không? Yeah, thường thường là mình trả tiền nhà bằng gì, check? Hay là mình wire transfer? Đúng không? Hay là mình trả pay online? Đúng không? Thì nó có những cái account. Chứ đâu có, hầu như không có người nào mà cứ mỗi tháng cứ bước vào nhà băng trả tiền mặt cho nhà băng hết. Thì tất cả cái gì separate, chị cứ nghĩ vậy nè. Tất cả cái gì separate, tức là separate. Joint, tức là joint. Rất là simple. Yeah. Của chồng công vợ, nếu mình lỡ mình xài cái joint account. Rồi, okay, bây giờ muốn ngưng ở đây hay học thêm? Ngưng hả? Ok. Là sự khác nhau, 10 learning common, 50-50.
Bây giờ cái người đóng tiền ít hay người đóng tiền nhiều, cái quyền sở hữu người ta cũng được bằng như mình. Không phải là người ta đóng tiền ít trong căn nhà đó người ta sử dụng ít nha. Bây giờ thí dụ như mua căn nhà 500 ngàn, cái người vợ chỉ có bỏ 10 đồng thôi, ông chồng khách khe hay cái khác, nhưng mà cái quyền sở hữu của bà vợ vẫn được toàn quyền xài gì xài. Bà vợ vẫn được để cái will, để những cái gia tài cho những đứa con riêng bà vợ, cho boyfriend bà vợ, ông chồng không được nói gì hết. Cái đó là tenant in common. Okay. Joint tenant tất cả mọi người phải equal. Joint tenant khi một người chết, những người còn lại được hưởng. Cho thế nên cái người cho thế nên không được để gia tài cho người khác. Cho thế nên coi như mất hết quyền lợi. Những người nào mà ở chung cái cho thế nên người đó được hưởng nếu người một trong hai người kia chết. Cái đó là hai cái big difference giữa cho thế nên với thế nên không ạ. No matter, không cần, chỉ có trong cái thái độ. Bây giờ thí dụ như ông chồng, cô, cái bà vợ cô, một cái cô gái đó nó giờ về ở với anh cho em đứng cái thay đổi join tenant đúng không, nhưng mà anh sẽ take care cái tiền cũng sao hết, ăn thua là cái thay đổi đứng làm sao để lúc mà chia nhà ra người ta biết cách, chính phủ biết cách chia ra nha. Bây giờ anh chọn đường nào anh cũng chết, tại anh đã hứa là anh trả tiền cho cô này rồi, coi như anh đâu có khe phần nào đâu. Thì cũng gắng chịu, khi mà ông bán rồi vẫn chịu. Chính phủ đã tính là ở trên cái thai đô, khi ly dị, khi bán nhà, khi tranh chấp, khi bất cứ một cái gì, chính phủ nó đứng theo cái, nó tính theo cái thai đô. Nha. Hai đô joint tenant thì tức là một trong hai người không để gia tài cho những người khác được, không làm được một cái gì hết, coi như là một người bị dính là người kia bị dính luôn. Người ta muốn trả sao trả, miễn mà trong cái on title đó. Nhưng mà thường thường khi đứng joint, thường thường á joint tenant á xảy ra khi mà hai người ở chung với nhau không lấy nhau. Khi mà bạn bè mua nhau thì nó khoái cho thế này. Tenant in common thường thường là vợ chồng, tại vì vợ chồng Việt Nam á, nó không muốn ký giấy, nó gọi là pre-upshow đó. Thì ông chồng ôn cả 1,000 cái property rồi, cua cô nào mà nói cô này, bây giờ tôi ký giấy, thường thường mấy cô đâu chịu ký. Thôi ăn cheap quá, tôi ở đây làm gì. Thường thường vậy. Chia lúc đó nó hơi rắc rối hơn thôi. Luật sư bên ông chồng á tài sản riêng, nhưng mà đó luật sư bên bà vợ đó, nhưng mà dưới cái thái độ là joint tenant. Cái đó anh ngu anh làm thôi. Mười căn nhà đó tùy. Nếu 10 căn nhà đó ông chồng trả hết rồi, hoặc là 10 căn nhà đó ông chồng vẫn xài tiền riêng của ổng trả 10 căn nhà đó, thì khi ly dị ông chồng chứng minh được tất cả của tôi là separate hết, thì bà vợ không được một cái gì hết. Không free up. Tại vì cái luật nó nói rồi, separate property đúng không? Tất cả những gì riêng là riêng, tất cả những gì chung là chung. Thấy không? Nói vậy đó. Hả? Không có trên giấy tờ là không chung, nhưng nếu xài tiền chung, tự động nó sẽ thành chung. Thành ra nếu mình mua riêng, mình nên keep nó riêng. Mình mua riêng, mình đừng mix với cái chung. Mix vô chung là mình xong. Hả? Khi mà đã đi thì chắc là luật sư nó có social ra,
Chưa chắc, tại vì chưa chắc. Rồi, ok. Hả? Dạ, thành ra là ok, mỗi một bộ quá. Giờ mình cứ nghĩ chung mình nè. Mỗi một bộ quá nó mỗi khác nhau ha. À, luật sư nó có nhiều kẽ hở lắm. Thành ra nhưng mà mình chỉ biết lại bài, mình học để lấy bằng ha, thì mình học theo những cái của cái luật nó dạy mình ha. Tại vì bây giờ phải không? Ok, separate tức là những cái gì mà trả tiền riêng. Một cặp ở với nhau hay là hai người bóng ở nhau, hai người bạn mua nhà chung nhau. Tất cả những gì chung á, nó tính chung. Tất cả những gì riêng á, trả tiền riêng, mua trước, mua sau nhưng mà mua riêng thì nó là riêng, tức là separate. Separate mà xài chung cái account, tự động cái separate trở lại là chung. Dạ. Yeah. Community tức là nó giống như là Canadian Common, tức là cùng 50-50 nó chung, mà community là chung với nhau. Thì nó giống cái dạng, nó giống như là Canadian Common, chung với nhau, 50-50. Dạ. Yeah. Thường á, mình thấy nhiều quá là Canadian Common. Thường nha. Hai bạn bè mua chung nhà thì thường người ta đi cho tenant. Hay hai người độc thân với nhau, người ta biết là người ta sẽ không có lấy chồng lấy vợ, người ta biết là người ta không có con cái không có gì hết, thì người ta đi cái cho tenant. Nhưng cũng tùy cái người. Nhóm trường hợp anh này mua, anh chỉ muốn bán thôi, thì anh phải suy nghĩ cái dạng này trước. Thấy không? Tại vì giờ mình lỡ ký giấy, ngày mai có chuyện gì mình, gia đình mình không được cái gì hết. Dạ. Thì mỗi cái nó có cái lợi và có cái hại đó. Dạ. Tại vì cái hại của cái tenant in common đó, nếu người nào ăn gian mình. Thấy không? Giờ ví dụ như mình đàn bà đi, thì cái người phối ngẫu mình có bồ có bịch ta để ấy riêng, ngược lại người đàn ông, người đàn bà có bồ có bịch ta để cho con riêng của người ta, mình cũng hại. Thì cái đó là cái hại ở tenant in common. Nhưng mà nếu mình lấy người nào mình tiên người đó thôi, đúng không? Còn chuyện tăng gian mình đâu có ngăn được. Đó, thấy không? Đó, thế. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Thì tại vì gì? Tại vì vợ anh biết là anh là người trả hết cái đó, nhưng bà ngồi không bà hưởng thôi. Để đi là bà phải trả rồi. Dạ. Ok, mình gặp mấy anh chị 2 tuần nữa. Nha. À, anh Thomas Đào. Rồi, ok, gặp mấy anh chị 2 tuần sau. À, còn em muốn ghi luôn không hay em muốn sao? Sao? Ủa, tưởng anh...
Cái bài đó là của Rockwell hay bài đó của ai? Ồ, bài đó của Rockwell hả? Rockwell á thì mấy học sinh mới nói là nó mới đổi rồi. À, nó đổi rồi thì để Danny hỏi coi cái người nào có đó thì Danny lấy nha. Nó mới đổi. Dù chạy, nếu mà lấy tôi hơi xíu được. À, ok. Được, online thì liên lạc anh Thomas Đào. Thường thường thứ giữa thứ năm với thứ bảy anh sẽ gửi cho cái link. Ha. Là ha. Rồi.